chương 81 Không bỏ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nói chuyện đến những này nàng tựa như mở áp nước, quan cũng giam không được. Cố tụng hơi có chút chịu không được ngang nàng một chút. Cũng chỉ có nàng dạng này quan gia đại tiểu thư mới có thể dững dưng nâng lên nhân tình ba chữ lúc mặt không đỏ tim không đập A. Hắn tung ra quạt xếp, ngươi hoài nghi nàng bị người sai xử. Thẩm nhạn ngừng tạm, hàm hồ dạ nàng đích xác là hoài nghi lưu thị sai sử, nhưng nàng không bỏ ra nổi chứng cứ, liền suy đoán lý do cũng không thể thành lập, nàng không có cách nào nói ra miệng. Lại thêm chi cái này dù sao cũng là thẩm gia việc nhà, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lần trước mời hắn hỗ trợ đã là bất đắc dĩ, nếu là nàng lòng nghi ngờ bên trên lưu thị sự tình truyền ra đi, chung quy không phải chuyện gì tốt. Cố tụng nhìn xem nàng rối rắm song mi, ngó mặt đi chỗ khác nhìn qua trước mặt thân cây, ngươi có phải hay không quá nhàn, hung thủ là không phải bị người sai sử có quan hệ gì tới ngươi. Thẩm nhạn lại thở dài. Nhìn qua đích thật là nàng có chút xen vào việc của người khác, bây giờ thẩm anh có thẩm phu nhân đáp ứng thêm đồ cưới câu nói kia đều đã không truy cứu nữa, mà lại tự hồ cũng chưa từng hoài nghi đến người khác trên đầu đi, ngược lại là nàng cái này không thể làm chung ngoại nhân ở chỗ này lo lắng, vô luận như thế nào đều để người không nghĩ ra dưới mắt lư đỉnh nơi này đã không có nguy hiểm lúc đầu nàng đại khái có thể yên tâm chờ lấy đạo này cướp bình an vượt qua thế nhưng là ngũ di nương chết cùng mất đi những số tiền kia tài lại làm cho nàng khơi gợi lên đáy lòng sầu lo dưới mắt không có ai biết nàng lo từ đâu đến cũng không người nào biết nàng tại sao muốn chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác dù sao hoa thị chết muốn truy cứu nàng đám kia mất tích tài sản cũng phải ra rõ ràng nàng đột nhiên cảm giác được trùng sinh loại này việc làm cũng là rất tịch mịch một sự kiện. Có lẽ là vậy, ta chính là quá nhàn. Nàng uống một hớp trà, nói. Cố tụng liếc qua nàng, hàm răng lại cắn chặt bắt đầu. Hắn một chút cũng không thích nàng cứ như vậy kết thúc chủ đề. Hắn cũng không phải thật tại kinh bỉ nàng xen vào việc của người khác. Thật sự là không thú vị. Đi cùng với nàng liền là không thú vị. Nàng cả người đều vô cùng vô cùng không thú vị hắn không biết hắn tại sao muốn để Tống Cương đem nàng gọi tiến đến. Thế nhưng là, chính là như vậy ngồi uống chút trà, ăn một chút đồ vật, thời gian tựa hồ cũng rất tốt. Trong đình viện bởi vậy lặng im xuống tới. An tĩnh thẩm nhạn cùng cái này một góc màu xanh lá hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trời chiều đưa nàng ảnh tử kéo đến hẹp dài, trên bàn đá bày biện vài miếng lột ra hạnh nhân xác, điểm này lộn xộn, bỗng nhiên liền khiến cho mảnh này sạch sẽ bên trong nhiều hơn mấy phần khói lửa. Nhưng là an tĩnh như vậy trầm mặt thẩm nhạn Lại để cho cố tụng có chút không thích ứng. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình càng thích ứng bình thường ngang ngược càng rỡ nàng. Thẩm gia nhị nha đầu, sao có thể bày ra như thế một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nàng không nên là hướng về phía người vung tay múa chân đến kêu đi hết, một bộ duy ngã độc tôn bao trùng thiên hạ dáng vẻ sao. Đừng nghĩ nhiều. Hắn nhíu lại mi. Thản nhiên nói: "Thẩm nhạn nhận hảo ý của nàng, một ly trà uống cạn, trên mặt út sắc lui, nặng lại rực rỡ." Nàng đem cái cốc đặt lên bàn. Liếc một chút hắn. "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" Cố Tụng bị nàng cái này một liếc, bên tai lại nóng lên. Hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra phương tuyết tơ trắng khăn tới. "Đưa tới." "Đây." thẩm nhạn nhìn thấy gốc khăn theo cái kia hai con nhạn, nhớ tới tại lư phủ chuyện này tới. Lập tức cầm về nhét vào ống tay áo bên trong. Thật khó cho ngươi còn giữ. Ta còn tưởng rằng lấy ngươi cái kia tính tình, ngươi đã sớm đem nó ném xám đống bên trong, cho nên cũng liền không tới hỏi. Cố tụng khuôn mặt vừa trầm xuống tới. Ta là cái loại người này sao? Hắn cho dù có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng không phải như vậy tự đại người cuồng vọng có được hay không. Thẩm nhạn nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Cố tụng sắc mặt dần dần chuyển xanh. Cút. Thanh âm vang vọng hồng âm đường. Chốc lát, thẩm nhạn cất tay áo khí định thần nhàn ra phủ. Cố tụng trừng mắt bóng lưng của nàng, trong lỗ mũi tự hồ cũng có thế toát ra khói tới. Hắn nhất định là đầu bị lừa đá mới có thể cảm thấy nàng bộ này bại hoại bộ dáng càng thuận mắt bị trời chiều nhàn nhạt choáng nhiễm tầng màu vàng kim trong đình viện. Vũ Lan Hạ ngủ gà ngủ gật anh Vũ đều tự hồ cảm nhận được cổ này không hữu hảo bầu không khí mà ngẩng đầu tứ phương, đầu ngựa dưới tường đèn treo tường lồng hạ nhân cũng cảm thấy bên tai gió mát sưu sưu. Phía tây một mảnh ngũ thải ban ngăn cản. Cực kỳ giống một mảng lớn trải rộng ra gấm hoa. Thẩm nhạn trở lại trong phủ, nhị phòng bên trong đã náo nhiệt lên. Hoa thị cùng hoa phu nhân đã trở về, ngay tại dung viên dùng trà, hoa chính vi các nàng cũng ngay tại hỏi thăm thẩm nhạn đi hướng. Thẩm nhạn đến cửa thời điểm, hoa phu nhân thanh âm vừa vặn truyền đến. Tới nhiều như vậy nhật, cũng nên đi. Vũ ca nhi còn tại Kim Lăng, lưu một mình hắn ở nơi đó cũng không tốt. Thẩm nhạn bước nhanh bước vào cửa. Cửu mẫu muốn đi sao? Tính lên thời gian, kiếp trước các nàng cũng là ngày mai đi, tuy nói tiền bạc bây giờ sự tình đã xong, xác thực cũng đến các nàng lúc sắp đi, thế nhưng là thẩm nhạn lại hết sức không nở các nàng rời đi. Trước kia ngay từ đầu vẫn là hy vọng các nàng có thể ở lại chờ đến nhị phòng bên trong gian nan khổ cực hiểu lại đi, bây giờ cùng chỗ mấy ngày, ngược lại là cảm thấy kia là tiếp theo, mà chủ yếu là trùng sinh trở về mới gặp mặt, muốn nhiều gần nhau mấy ngày ý tứ. Hoa phu nhân đang cùng hoa thị tay cầm tay ngồi tại trên giường, thấy nàng tiến đến, hoa thị xong hoa phu nhân cười nói. Ngươi nhìn, nhạn tỷ nhi đều không nỡ bỏ ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc lại chuyện đi trở về. Hoa phu nhân sông thẩm nhạn ngoắt, đợi nàng phụ cận đến, liền nắm cả nàng phủ tóc của nàng, nói ra. Cửu mẫu cũng không nỡ nhạn tỷ nhi, nhưng chúng ta ra cũng có chút thời gian, vũ ca nhi còn là hắn cửu 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 mẫu trong phủ bồi tiếp, ta đến một lần không yên lòng, thứ hai cũng không tốt chậm trễ bọn hắn quá lâu. Nhạn tỷ nhi nếu là nghĩ cửu mẫu, quá hai tháng lại theo hoa gia thương đội đến Kim Lăng đến là được. Thẩm nhạn nói. Không bằng đem Vũ Ca Nhi cũng tiếp vào kinh sư tới. Thật là khờ cô nương. Hoa phu nhân cười nói. Cũng không phải dự định ở chỗ này ở lâu, như thế nào tiện đem hắn nhận lấy. Có thể. Thẩm nhạn bổ nhào vào trong ngực nàng, dứt khoát đùa nghịch lên lại tới. Nàng đã sớm hạ quyết tâm muốn thuyết phục các nàng chuyển về kinh sư tới, nếu như lần này có thể thuyết phục thành công, là cỡ nào tốt một sự kiện. Rời xa kinh sư ở tại Kim Lăng, đến lúc đó nếu có cái gì sự tình, thẩm mật muốn cứu bọn họ cũng cứu không thành. Vũ Ca Nhi muốn cử mẫu, ta cũng muốn cử mẫu. Lúc này mới ở mấy ngày muốn đi, rõ ràng liền là không thích ta. Nha đầu này. Hoa phu nhân nhìn xem ghé vào trên gối cùng với nàng cái này thân quần áo so tài thẩm nhạn, không biết nên khóc hay cười dao ngẩng đầu lên thẩm nhạn ôm lấy nàng mềm mềm thân thể, không nở buông ra. Bất quá dạng này nũng nịu chơi xấu cũng là không đạt được mục đích, hoa chính vũ còn tuổi nhỏ, dù sao không có khả năng thật vứt xuống hắn tại phía nam lâu như vậy, mà hoa phu nhân như vậy không khéo, nàng lại không thể tự thân lên trước trưng bày lợi hại quan hệ. Nàng quay đầu nhìn về ngồi bên cạnh hoa chính vi, xong nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi ra cửa. Hoa chính vi thừa dịp cái kia cô hai người tự hứa thời điểm lặng yên phóng ra. Thẩm nhạn kéo nàng đứng tại lý dưới cây nói ra. Biểu tỷ còn nhớ đến hôm đó ta nói với ngươi dọn nhà chuyện này. Nhớ kỹ. Hoa chính vi gật đầu, nhìn qua nàng nói. Hẳn là ngươi thật dự định khuyên chúng ta chuyển về đến. Thẩm nhạn nghiêm mặt nói. Tự nhiên là thật, trước đó không lâu hoàng thượng bác bỏ cửu cửu nam điều sổ gấp, hoa gia liền không nên đối trong cung ôm lấy hy vọng. Hoàng thượng đối hoa gia thấy ngứa mắt đã không phải là một ngày hai ngày, bây giờ triều cục khó bề phân biệt, thái tử bị phế, sở vương rất được hoàng thượng yêu thích, hoàng hậu lại phủ trịnh vương vì tự tử, thuộc phi cùng hoàng hậu ở giữa tất có một trận khói lửa. Các ngươi cùng ở tại Kim Lăng, còn không bằng trở lại dưới chân thiên tử đến, cũng tốt tùy cơ ứng biến. Hoa chính vi nghe vậy, thay đổi thường ngày ở trước mặt nàng tản mạng, nghiêm mặt nói. Đây là ai muốn nói với ngươi những lời này? Thẩm nhạn nói. Cần gì để cho người ta tới nói? Ta thân ở cái này kinh sư, trong nhà lại tại trong triều nhận chức quan, mặc dù chưa chắc tông tông sự tình đều như lòng bàn tay, nhưng mưa dầm thấm đất, lại chính mình chiếu vào sách vở suy nghĩ suy nghĩ, lại nào có nhìn không thấu. Biểu tỷ bây giờ cảm thấy ta ngôn ngữ hoang đường, có thế chờ chính ngươi ở đến kinh sư đến, liền biết ta biết những này đều hợp tình hợp lý tuy nói triều cục phức tạp thời điểm bình thường đều sẽ lựa chọn rời xa mà kiên kỵ nhưng hoa gia dưới mắt lại khác biệt đã xa cư kim lăng cũng vẫn là không tránh khỏi tai họa diệt môn như vậy lại có làm sao vượt khó tiến lên tả hữu cũng bất quá là lại rơi vào bị xếp nhà sử trảm hạ tràng hoa chính vi nghe thấy lời này không khỏi mặt xuống tới thẩm gia danh xưng trăm năm thế gia trong nhà tiểu thư biết được quan trường sự tình cũng là không tính đặc biệt, chỉ là thẩm nhạn đột nhiên như vậy cùng với nàng thành thật với nhau nói ra, để cho người ta đột nhiên nghe thấy cảm thấy có chút kinh thế hải tục thôi. Bây giờ lại một nghĩ lại nàng, cảm thấy cũng thấy mười phần có lý. Nàng là hoa gia trưởng nữ, bình thường lại theo tại hoa phu nhân bên người thời gian nhiều, việc quan hệ gia tộc tiền đồ, nàng không thể không để ở trong lòng. Dọn nhà không phải việc nhỏ, ngươi tuy là thuyết phục ta, có thế chỉ sợ mẫu thân còn phải cùng phụ thân thương lượng một chút mới có thể quyết định. Tầng này ta cũng biết. Thẩm nhạn gật gật đầu, tóm lại ngươi đi khuyên nhũ cửu mẫu, nhìn xem lần này có thể hay không lưu thêm mấy ngày này, mượn cơ hội này hiểu rõ một chút kinh sư động tĩnh cũng là tốt. Nếu là vạn nhất khuyên không xuống, nàng cũng chỉ đành để các nàng xuôi nam, hoa chính vũ là hoa gia duy nhất nam tự, chỗ của hắn xác thực cũng dung không được nửa điểm sơ suất. Về phần Hoa thị bên này, nàng như là đã biết sự tình phát triển đi hướng, tóm lại là muốn đem hết toàn lực đến tránh khỏi. Hoa Chính Vi gật đầu, hai người liền lại tiến vào trong phòng. Cái này đêm Thẩm Nhạn liền không có lại hướng Dung Viên đi, Phúc Nương tại Dung Viên cửa qua mấy đường, trở về bẩm báo nói biểu cô nương cùng cửu thái thái cùng ở tại trong phòng nói chuyện, Thẩm Nhạn càng thêm yên tâm, mặc dù không biết Hoa phu nhân thái độ như thế nào, nhưng chỉ cần thuyết phục Hoa Chính Vi tóm lại là lại tranh thủ tới một cổ lực lượng. Tam phòng bên trong từ lúc chết cái Lâm Lan, mấy ngày nay thuộc hạ để tranh cái này đại nha hoàng vị trí huyên náo 10 phần lửa nóng. Lưu Thị cầm danh sách, nhưng dù sao có chút không quan tâm. Lâm Lan chết rồi, ngũ di nương hung án, có thế bàn thị còn tại gấp thúc dục cái kia một vạn 8 ngàn lượng bạc. Cái kia hộp đồ trang sức đưa qua về sau, đối phương lại nới lỏng 10 ngày, có thế ngay cả như vậy cách hạn định ngày lại cũng chỉ có nửa tháng, thời gian nửa tháng, nàng lại lên đi nơi nào tìm nhiều bạc như vậy ra đâu. Hơn một vạn hai. Nãy nãy, cửu thái thái phái người đến truyền lời, xin ngài trở về một chuyến. Thu đầy đi tới, không lưng bẩm. Lưu thị nhíu mày lại. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Chủ ý bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ngươi liền không nghĩ tới chính mình lấy tiền ra cứu hắn sao lưu thị đứng lên hắn nhưng là trượng phu của ngươi trượng phu thì thế nào bàn thị cười lạnh ngươi biết hắn những năm này bại ta bao nhiêu gia sản ngươi làm sao không hỏi xem hắn hoa tức phụ nhi tiền giống hay không cái nam nhân có hay không tiền đồ ta có thế ở chỗ này chờ hắn đã là không tệ còn để cho ta lấy tiền ra chuộc hắn dựa vào cái gì? Có thế hắn mà chết, ngươi cũng phải thành quả phụ. Lưu thị giận không chỗ phát tiết. Bàn thị hít sâu một hơi, ta không sợ thành quả phụ. Thành quả phụ mẹ ta nhà sẽ còn thay ta tìm người tái giá đâu. Ta bàn gia đến cùng còn có mấy gian không lớn không nhỏ cửa hàng, chỉ cần có tiền, ta sợ cái gì? Lưu thị thân thể lay nhẹ, cả người tức giận đến đã chỉ kém bốc khói. Bàn thị liền là người như vậy sớm biết hôm nay lúc trước nàng thật không nên xem ở bàn thị đồ cưới phong phú phân thượng khuyên lưu mẫu thay lưu phổ định ra cửa hôn sự này tới nếu như cưới cửa thứ tương đương thư hương nữ tử không có tới từ thê tử cái kia bút phong phú đồ cưới lưu phổ cố gắng sẽ không chạy tới học người đánh bạc càng sẽ không rơi xuống hôm nay mức này bây giờ nhìn bộ dáng nàng không đưa tay bàn thị chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy tiền còn có nửa tháng ngươi như vậy vội vã thúc ta làm cái gì? Bất đắc dĩ nàng đành phải thỏa hiệp, nàng cuối cùng không thể để cho lưu phổ đi chết. Nói là nói còn có nửa tháng, có thế ta cũng không thể đợi đến lửa cháy đến nơi lại tìm ngươi. Bàn thị một lần nữa cầm mấy khỏa hạt dưa trong tay, chậm rãi nói ra. Ngươi dưới mắt cũng không chịu cùng thẩm gia mở miệng đòi tiền, vậy ngươi liền phải tranh thủ thời gian tìm cách, thẩm gia nhưng không có cái thứ hai ngủ di nương để ngươi giết người cướp của số tiền kia nên từ chỗ nào đến ngươi cũng hầu như đến có cái chủ ý ngươi thiếu một miệng một cái mưu tài sát hại tính mệnh lưu thị bỗng nhiên lên tiếng khiển trách nàng ta như coi là thật tại thẩm gia không ở lại được ngươi lại có chỗ tốt gì ngươi đã như thế không thể gặp ta tốt như vậy hiện tại liền đi thẩm gia nói dứt khoát nói ra mọi người sạch sẽ ta cũng không cần lại hồi hồi nghe ngươi châm chọc khiêu khích ngươi không quan tâm lưu phổ dù sao sớm muộn đem ta khai ra. Bàn thị thình lình nhìn thấy nàng mạnh như vậy cứng rắn, cũng không khỏi lui mấy phần khí diễm. Nàng ở đâu là thực tình nghĩ ngóng trong lưu thị không may. Lưu gia là toàn dựa vào cùng thẩm gia tầng này quan hệ thông gia quan hệ mới lên, nếu là cái này cái cọc việc hôn nhân không có, muốn theo lưu phổ cái kia gà mờ, lưu gia còn muốn có được hôm nay phong quan. Cho dù là nàng không quan tâm lưu phổ, cũng còn có hai đứa bé tại nàng há lại sẽ thật không đem lưu phổ tính mệnh coi ra gì nhớ kỹ nàng tại vừa qua khỏi cửa cái kia trong vài năm phàm là lưu thị hồi phủ đều giống như trong phủ như chơi hội náo nhiệt nàng tại vị này đại cô tỷ trước mặt cũng là khắp nơi đè thấp làm tiểu thế nhưng là từ lúc năm đó lưu phổ say rượu thất ngôn đem nàng đã từng cái kia đoạn chuyện cũ nói cho nàng nghe nàng bỗng nhiên đã cảm thấy những năm này ăn nói khép nép như vậy không đáng mà khi lần này Lưu Phổ xảy ra chuyện nhu cầu cấp bách hai vạn lượng bạc trả nợ lúc, nàng rốt cục xem như xấu lấy cơ hội. Lưu Phổ là Lưu Thị thân đệ đệ. Những năm này Lưu Gia cũng không được lấy thẩm gia chỗ tốt gì, dựa vào cái gì khoản này bạc bọn hắn cũng không thể ra. Chỉ là hai vạn lượng đối thẩm gia tới nói không phải chính trâu mất sợi lông sao. Lưu Thị đã không chịu đi cùng thẩm phu nhân mở miệng, vậy cái này bút bạc liền nàng bản thân đến xuất tiền túi, nàng cũng không tin nàng thật đúng là có thế nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình mất mạng. Cho nên bàn thị một chút cũng không nóng nảy trượng phu an nguy. Chỉ cần lưu thị tại, lưu phổ liền tuyệt sẽ không có vấn đề. Nhưng là bây giờ lưu thị không để ý mặt mũi, nàng làm sao có thể làm cho xuống dưới. Tỷ tỷ làm gì để ý, ta cũng bất quá là ngoài miệng nói chuyện. Nàng bóc lấy hạt dưa, kéo ra cái cười. Lại nói. Có chuyện hảo hảo nói a, à, ta hiện tại không phải cũng là mời cô Thái Thái trở về thương nghị chuyện này. Nói đến ta cũng là lo lắng đến lão gia chúng ta, chẳng lẽ lại cô Thái Thái cho là ta còn có thể có khác ý tứ hay sao? Lưu Thị trừng mắt nàng, không ngôn ngữ. Thích Thị gọi người một lần nữa dân trà quả, để cho người ta đưa cây quạt. Lưu Thị tiếp trà, Thích Thị ám dò xét nàng hai mắt, nói ra. Cũng không biết tỷ tỷ bây giờ có ý định gì rồi. Ta có thế có ý định gì? Lưu Thị tức giận, nàng đều để nàng bước đến giết người phân thượng đi, bây giờ vẫn còn có mặt đến hỏi nàng có hay không chủ ý. Tóm lại ta đã dự định tốt, vạn nhất không thành ta liền thông suốt cái mạng này ra ngoài. Tân Nhi là thẩm gia hài tử, tầng này ta không cần phải lo lắng, tóm lại ta nếu có cái nguy hiểm tính mạng, liền còn ở về nhà ngoại đến thôi. Nàng bị tức giận nói. Điệt giới A. Thích thị đứng lên, chẳng phải hai vạn lượng bạc nha, cái nào về phần đến mức này. Nói xong nàng xem xét nàng hai mắt, vây quanh nàng cái kia một bên, lại nói ra. Tỷ tỷ nếu là không có chủ ý, không bằng ta cho ngươi ra cái chủ ý được chứ. Lưu thị liếc nhìn nàng. Nàng thuận thế tại sau lưng trên ghế ngồi xuống, nói ra. Ta đã sớm nghe nói, các ngươi nhị phòng bên trong mười phần có tiền, hai nãy nãy nhà mẹ đẻ là phú giáp thiên hạ hoàng thương, bây giờ trên tay tối thiểu tay nắm không hạ 30 vạn lượng bạc tư mình, nếu như thế, tỷ tỷ sao không cùng nhị phòng mở một chút miệng, chuyển bút bạc ra sử dụng. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Lưu thị khiển trách nàng. Ta cùng nhị phòng làm không vãng lai, ngươi nói mượn người ta liền mượn. Nàng biết nhị phòng có tiền, lần trước thẩm nhạn ngay trước đoàn người mặt ném ra lớn như vậy chồng ngân phiếu đến, liền đủ lóe mù cặp mắt của nàng, có thế các nàng tiền lại nhiều, đó cũng là các nàng đến một lần nàng trộn không được thứ hai cũng không cách nào như giống giết ngũ thị như thế sông nhị phòng ra tay nàng liền không rõ làm sao lâm lan cùng bàn thị đều cảm thấy nhị phòng tốt như vậy ra tay tỷ tỷ cái này cũng không đồng ý vậy cũng không đồng ý không phải là cố tình nóng trong chúng ta lão gia không may bàn thị nói mới chậm dần sắc mặt lập tức lại chua hoa bắt đầu tỷ tỷ cũng là có thủ đoạn làm không vãn lai lại như thế nào các ngươi đều là một tòa trong phủ ở chị em dâu, chẳng lẽ liền muốn không ra biện pháp làm việc. Ta có thế nghe nói nhị phòng giàu đến chảy mở, tùy tiện tùng cái ngón tay vá cũng đủ tầm thường nhân gia tiêu xài đã lâu, lúc trước ngươi đã hạ được ngoan thủ đi giết ngũ di nương, bây giờ tại sao lại sợ cái này sợ cái kia đúng không? Chẳng lẽ lại cầm cái kia hai ngàn lượng đồ trang sức liền muốn lừa gạt ta hay sao? Ta cũng không phải dễ gạt như vậy, tỷ tỷ nếu là cất cái chủ ý này, không bằng sớm làm bỏ đi. Thật muốn náo sắp nổi đến, ngươi cho rằng một câu về nhà ngoại ở liền thành A, tỷ tỷ có thế chớ quên, cái này lưu gia bây giờ thế nhưng là ta làm chủ. Dưới mắt chúng ta lão gia còn tại quả phỉ hẻm chờ lấy ngài lấy tiền đi chuột hắn đâu. Ngài nếu là như thế lôi ra như thế chuyện bất trắc đến, ta chính là không thèm đếm xỉa cũng muốn thay chúng ta lão gia đòi cái công đạo. Đến lúc ấy coi như ta không coi ngươi là năm chuyện kia tung ra, chỉ nói ngươi cái này thôi đồng bào huynh đệ không để ý thanh danh truyền đến thẩm gia, tỷ tỷ sợ là cũng rơi không đến cái gì tốt a. À. Bàn thị thanh âm càng nói càng sắc nhọn, đến cuối cùng, bộ kia đúng lý không tha người sắc mặt lập tức lại lộ ra tới. Lưu thị vừa sợ vừa tức, cũng không biết như thế nào đáp lời là tốt. Bàn thị mạnh mẽ nàng là biết đến, chọc giận nàng tuyệt đối sẽ chuyện gì đều làm được. Cái này hai vạn lượng bạc nàng là thế nào đều muốn cầm tới tay có thế nhị phòng như thế nào lại là nàng hạ thủ được địa phương đâu. Hoa thị người kia nhìn xem vội vàng sao động, nhưng lại không ngốc, thẩm mật lại là cái cực nội liễm thận trọng người, lại thêm cái kia thẩm nhạn cũng không phải tỉnh du, cái này từ nàng xuất kỳ bất ý moi ra lâm lan là hung phạm liền nhìn ra được, dạng này người một nhà, nàng nào đâu tìm được lấy cơ hội ra tay. Ngươi nghĩ đến cũng quá ngây thơ, ngươi không tốt lừa gạt, như vậy ngươi đưa người thẩm gia chính là như vậy dễ gạt gẫm nàng kìm nén bực bội ngang nàng một chút, trả lời. Người thẩm gia thì thế nào? Bàn thị lạnh lùng phủi hạ miệng, thuận tay nhặt mấy khỏa hạt dưa tại lòng bàn tay, ta tốt xấu cũng gã tiếng lưu gia nhiều năm như vậy, quanh năm suốt tháng bên trên các ngươi phủ cũng không thiếu được năm lần, nhị phòng bên trong người ta mặc dù không quen, tổng chung quy bọn hắn cũng là người của thẩm gia. Các ngươi không phải liền là thích sĩ diện A, theo ta nói, ngươi cũng là không cần nhiều phí sức làm gì thần, nghĩ cái chủ ý để các ngươi hai nải nải chính mình đem tiền phun ra là quan trọng. Lưu Thị nghe được lời này, phút chốc quay đầu, có ý tứ gì? Ngươi làm ta thật rảnh rỗi như vậy, không có việc gì mời cô Thái Thái ngươi trở về đấu võ mồm gia a. À? Bàn Thị đứng lên, đem trong phòng bọn nha hoàng đều vẫy lui xuống dưới, sau đó xoay người, nói ra. Theo ta được biết, các ngươi nhị gia cùng nhị nải nải cảm tình mười phần thâm hậu, nghĩ đến nếu là nhị gia xảy ra chuyện gì, hai nãi nãi tất nhiên sốt ruột đến không được, tỷ tỷ nếu là chịu làm, hẳn là nhớ kỹ mẹ ta nhà đệ đệ vừa vặn cùng bắt thành binh mã tư chỉ huy sứ ngô trọng chính là anh em đồng hao, chuyện này, hắn vừa vặn giúp được việc. Bàn thị nguyên cũng là thương nhân, nếu không phải bởi vì thẩm gia chướng mắt thương nhân, lưu phổ đã sớm cũng đi theo nhạc phụ hành thương. Bàn thị từ lúc trước đây ít năm bỏ ra nhiều tiền cùng lưu phủ kết thân về sau, ngay tiếp theo cũng coi là nửa cái người trong quan trường, bàn thị đệ đệ năm trước cũng góp cái đồng tri cưới bắt thành chỉ huy sứ ngô trọng cô em vợ việc này lưu thị lúc ấy cũng là từng cùng thẩm phu nhân báo cáo chuẩn bị qua lưu thị nhìn qua nàng lông mày dần dần tụ lại bắt đầu ta đã sớm nghe ngóng thẩm mật tướng mạo tốt tài học tốt cầm kỳ thư họa không gì không biết tính nết lại tốt tại bên ngoài không biết dẫn tới nhiều thiếu nữ tử động tâm bàn thị chọn môi quay đầu liếc nhìn nàng nam nhân như vậy liền xem như liễu hạ huệ chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn vừa ngã vào cái nào ôm nhu hương bên trong ngươi nghĩ dùng mỹ nhân kế thiết hại lão nhị lưu thị nheo lại mắt ngươi có phải hay không đầu óc cháy khét bôi lão nhị là lão gia chúng ta coi trọng nhất nhi tử mà lại hắn phẩm hạnh đoan chính không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi muốn dùng loại này hạ lưu kế đi hại hắn liền không sợ phiền phức tình bại lộ dẫn tới lão gia chúng ta đối lưu gia hung ác thêm trả thù chỉ cần ngươi không nói ta không nói, người khác làm sao lại biết. Bàn thị cười lạnh, ta nghe nói cái kia thẩm mật thường xuyên cùng tri giao hảo hữu tại bên ngoài phẩm tử luận thơ, đây là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Dù là hắn coi là thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chúng ta cũng có thể giả đánh tráo. Chỉ cần hắn tại bên ngoài chơi gái sự tình bại lộ, ngay sau đó lại truyền đến hoàng thượng trong tai, hắn đừng nói là còn có bạn giá cùng dạo vinh hạnh liền là lên chức đều chưa hẳn còn có cơ hội. Thẩm gia vậy sẽ tự có thế không gấp đến độ dơ chân. Lưu Thị nghe đến đó, trong mắt xem thường lại là không khỏi rút đi mấy phần. Nếu là mượn nhờ ngô trọng cái tầng quan hệ này, như vậy muốn tính kế đến thẩm mật, cũng là không tính là gì thiên phương dạ đàm. Nàng mặt chỉ chốc lát, nói ra. Ý của ngươi là nói, dùng cái này đến áp chế thẩm gia xuất tiền. Có thế cho dù là dạng này, bọn hắn đều có thể vận dụng quan hệ trực tiếp để năm thành doanh thả người, không khả năng sẽ có tiền rơi xuống trong tay của ta, làm như vậy thì có ích lợi gì chỗ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Đại ân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cho nên chuyện này tốt nhất là không muốn kinh động nhị phòng bên ngoài người. Bàn thị đi lên phía trước, thấp giọng cùng nàng nói chúng ta chỉ cần giấu giếm những người khác sau đó chỉ hướng hoa thị lộ ra tin tức liền liền thành không thành lưu thị quả quyết lắc đầu hoa thị cùng lão nhị tình cảm cực sâu nàng lại là cái bạo tính tình nơi nào sẽ tin tưởng hắn tại bên ngoài làm ẩu nàng như nghe được tin tức này chỉ sợ sẽ huyên náo mọi người đều biết dịu nhật đường bên kia là tuyệt đối không gạt được làm sao lại không gạt được bàn thị có chút cất cao thanh âm Hoa thị mặc dù tính tình bạo, cũng không phải còn có tỷ tỷ ngươi ở bên cạnh a, ngươi liền sẽ không khuyên nàng đứng tại nhị phòng lập trường lo lắng nhiều cân nhắc. đương nhiên nơi này đầu cụ thể nên như thế nào làm việc liền không cần ta giáo tỷ tỷ, ngươi chỉ cần biết rằng, đương hoa thị cam tâm tình nguyện giấu giếm chuyện này mà không thể không lấy tiền ra chuột người thời điểm, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được số tiền kia, chỉ cần chúng ta lão gia có thể bình an vô sự trở về tỷ tỷ ngươi không phải cũng cái cọc tâm sự rồi sao? Bàn thị thanh âm ở bên tai ông ông tác hưởng, lưu thị đứng ở đó, nửa ngày đều không có từng hồi khí trở lại. Hoa chính vi thuyết phục mẫu thân một đêm kết quả, là hoa phu nhân cuối cùng vẫn là quyết định trở về. Thẩm nhạn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đến cùng hoa phu nhân không biết chuyện tương lai, dưới mắt cũng chỉ có thể làm nàng nên làm sự tình. Bất quá hoa chính vi sáng sớm đến bích thủy viện đến nói ra. Đêm qua ta trở về phòng về sau, thấy mẫu thân còn tại dưới cửa sổ mặt tọa hồi lâu, có lẽ nàng đối ta lời đã có chút động tâm, nhưng là dưới mắt lại còn chưa tới nhất định phải hạ quyết định cái kia bước. Sau khi trở về ta sẽ tiếp tục thuyết phục, tận lực thúc đẩy đem đến kinh sư tới. Thẩm nhạn gật đầu. Hết thảy làm phiền tỷ tỷ. Hoa chính vi cười nói. Đây là nhà chúng ta sự tình, ngươi cũng là một lòng vì chúng ta tốt, làm sao cũng có cực khổ lên ta đến. Thẩm nhạn đỏ mắt đỏ, cười cười. Hoa chính tình chờ tỷ tỷ sau khi đi. Cũng đến bích thủy viện, đông đưa quạt tròn, ngồi lên theo đôn nhi, bày ra nhất quán thanh cao lãnh diễm tư thái liếc nhìn nàng. Lần này tới ta luôn cảm thấy các ngươi trong phủ bầu không khí không đúng, nhất là các ngươi thái thái, đối nhị phòng thái độ rất cổ quái, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Đừng có lại theo lúc trước dạng không tim không phổi. Ta nghe nói giống các ngươi gia đình như vậy nội trạch quan hệ có thế phức tạp. Hoa chính tình trên mặt lạnh lùng. Nhưng trong nội tâm lại không có chút nào lạnh, kiếp trước thẩm nhạn lúc này cũng không biết là thẳng đến về sau hoa thì chết đi đến kim lăng sau. Nàng mỗi đêm bên trong làm ác mộng hô mẫu thân, mà cùng nàng niên kỹ càng tiếp cận cho nên theo nàng cùng ngủ hoa chính tình luôn luôn yên lặng ôm nàng, vỗ nhẹ bả vai nàng hống nàng chìm vào giấc ngủ, nàng mới dần dần cảm giác được. Thẩm Nhạn ôm chặt lấy nàng. Tình tỷ tỷ muốn ta. Hoa Chính Tình ghét bỏ bỏ qua một bên mặt. Tránh ra. Ta mới lau sạch hương son. Thẩm Nhạn cười to, hướng trên mặt nàng bẹp hôn hai cái mới buông tay. Hoa Chính Tình lau mặt, cũng như chạy trốn trở về phòng. Điểm Tâm sau đi chính phòng bên trong cùng thẩm phu nhân từ đi. Lại nói chuyện chút lời khách sáo, nơi này xe ngựa cũng đã chuẩn bị kỹ càng, liền liền lên đường thẩm mật từ trong nha môn gấp trở về, mang theo hoa thị cùng thẩm nhạn tiễn đưa đến cửa thành. Hoa thị khóc ướt hai đầu khăn, thẩm nhạn mặc dù tốt chút, nhưng là hốc mắt cũng đỏ lên. Trên đời này có thể như vậy đối với các nàng tốt. Ngoại trừ thẩm mật, cũng chỉ có hoa gia người. Cũng may còn có bọn hắn chuyển về kinh sư tới hy vọng. Nghĩ như vậy, thẩm nhạn lại không có lại khó như vậy quá. Nàng tin tưởng chỉ cần cố gắng đi làm, rất nhiều chuyện liền cũng có thể làm đến. Hoa thị thương cảm hai ngày, dung viên bên trong liền từ hoàng ma ma lĩnh người phụ trách thu thập. Thẩm nhãn nhớ tới cho mượn thích thị cái kia bồn nhãn thơm còn chưa trả lại, thế là để phúc nương ôm hướng vinh quốc công phủ đi. Nơi này đang muốn hướng thẩm dập trong phòng đi, bích cầm đi tới, nói ra. Cô nương để nô tỳ nhìn chầm chầm tam phòng, tự hồ có chút tình huống. Nàng vội vàng dừng bước lại, tình huống như thế nào? Bích cầm nói. Tam nãi nãi ngày hôm trước lại trở về lưu phủ, trở về thời điểm thần sắc rất không đúng, người bên ngoài mặc dù nhìn không ra, nhưng bởi vì nô tỳ tận lực nhìn chăm chăm, cho nên nhìn thấy nàng tựa hồ có chút tâm thần bất định, giống như là suy nghĩ sự tình gì bộ dáng. Sau đó hôm qua chạm vạn tối, nàng lại phái người hồi lưu phủ. Phải không? Thẩm nhạn nhíu mày lại. Lưu thị tâm thần bất định, chẳng lẽ lại lưu gia xác thực đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây nàng nói ra. Ngươi cái này đi cố gia đem Phúc Nương gọi về. Phúc Nương vừa đem bồn cây cảnh đưa đến bích cầm liền đến, nghe nói thẩm nhạn có chuyện tìm, vội vàng chân càng không ngừng đi. Cố tụng tại dưới hiên xa xa thấy, nhíu mày lại. Tống cương nheo mắt nhìn thần sắc của hắn, nói ra. Nhạn cô nương phái người đem Phúc Nương vội vàng truyền trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố tụng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Đi vài bước hắn lại chậm xuống tới, mặt mặt, nói ra. Đi nghe ngóng nhìn xem, có phải hay không nàng lại xông cái gì họa. Tống cương vội vàng ai âm thanh, nhanh chóng chạy chạy bộ. Phúc nương trở lại nhị phòng, thẩm nhạn liền để nàng che cửa, nói ra. Chúng ta tại bên ngoài không phải nuôi mấy người A, ngươi phân phó, để bàn A hổ bọn hắn hai ngày này đi lưu phủ phụ cận đi dạo, hỏi thăm ra đến bất cứ chuyện gì đều để người đến nói cho ta. Mặt khác, nếu như lưu gia có người tiến về quả phỉ hẻm, ngươi cũng nên cho bọn hắn cùng một cùng, nhìn xem cụ thể đi chỗ nào. Phúc nương ai âm thanh, gật đầu đi tới. Thẩm nhạn nơi này thì vẫn như cũ cầm cây quạt hướng đích tôn bên trong đi. Cố tụng trong phòng nhìn một lát sách, tống cương liền đi tới, bẩm. Công tử, mới phúc nương ra phủ, Tại phường bên ngoài tìm trên đường nhà nghèo mấy đứa bé, bàn giao bọn hắn hướng đến nơi đâu? Tiếp lấy bọn hắn liền hướng Ngọc Minh phường đầu kia đi. Vậy được dấu hiệu là để bọn hắn xử lý cái gì chuyện gấp gáp giống như Ngọc Minh phường đầu kia. Ngọc Minh phường đầu kia không xa liền là Lưu phủ, chẳng lẽ nàng còn chưa hết hy vọng, tại bên ngoài tìm người nghe ngóng Lưu thị. Cố Tụng nghĩ nghĩ, để sách xuống, từ trên tường lấy roi ngựa, không nói hai lời đi ra cửa đi. Tống Cương không dám thất lễ, kêu hai tiếng vội vàng xuống dưới chuẩn bị ngựa. Thẩm nhạn mới vừa cùng thẩm giặc hạ hai bàn cờ, Phúc Nương giống như bị cái gì kinh hải tựa như sông tới, không lưng bẩm. Cô Nương, tiểu thế tử tới. Cố tụng. Thẩm giặc không khỏi mắt nhìn thẩm nhạn. Thẩm nhạn cũng buồn bực, tiểu tử này cho tới bây giờ chưa từng tới phủ thượng, hôm nay làm sao đột nhiên tới. Bất kể nói thế nào, tới cửa liền là khách thẩm giặc biết bọn hắn oán niệm sâu đậm, nói như vậy. Thẩm nhạn đành phải thả cờ đứng dậy. Đi đến phòng ngoài dưới, cố tụng đang từ diệu nhật đường thỉnh an ra, từ lúc hai nhà liên hệ vãn lai về sau hắn là đầu hồi vào phủ, khấu kiến trưởng bối đây là cấp bậc lễ nghĩa. Nhìn thấy thẩm nhạn lúc trong mắt của hắn không chịu được lướt qua tia vẻ giận, sau đó đem mặt lạnh lạnh sàn nhà bắt đầu. Thẩm nhạn nháy mắt mấy cái đi qua, thế nào? Ai lại dẫm ngươi cái đuôi? hắn quét mắt bốn phía, nói ra. Tìm một chỗ nói chuyện. Thẩm nhạn nghĩ nghĩ, đem hắn dẫn tới nhị phòng mặt Cúc Hiên cùng chính sảnh ở giữa đình viện nhỏ bên trong. Cố tụng liếc nàng nói. Ngươi muốn chầm chầm người sao, vì cái gì không nói cho ta. Thẩm nhạn sắc mặt cứng đờ, cố tụng hừ lạnh nói. Tìm đầu đường tiểu lưu manh đi chầm chầm lưu gia sao, cũng cho ngươi nghĩ ra được. Những tên côn đồ cắt ké kia ngoại trừ lừa bịp mấy đồng tiền sẽ còn làm cái gì? Huống chi Lưu phủ liền là thật có chuyện gì, nhiều ngày như vậy bên ngoài cũng không biết, bọn hắn tất nhiên là chính mình che giấu, ngươi để mấy tên ăn mày nhỏ đi có thể nghe ngóng đến cái gì? Thẩm Nhạn nhíu mày lại. Người ta là đàng hoàng có nhà, không phải tên ăn mày. Nàng tự nhiên biết nếu như Lưu thị thật có hiềm nghi, như vậy Lưu phủ sự tình khẳng định không có như vậy mà đơn giản nghe được đến thế nhưng là đây là nàng trước mắt năng lực đi tới có thể làm duy nhất một chuyện không đi tìm đầu đường hài tử nghe ngóng chẳng lẽ nàng còn có thể thuê cao thủ điều tra a à, mà nàng không nghĩ tới chuyện này thế mà để hắn cho biết nàng cau mày lại nói làm sao ngươi biết cố tụng trừng nàng một chút tức giận nói ta vừa vặn đi ngang qua đoán nói xong hắn từ trong ngực móc ra chồng giấy thuận tay ném tới trong ngực nàng Lưu phủ hạ nhân kính miệng cực kỳ, nhà bọn hắn lại ý là thẩm gia thiếu nải nải nhà mẹ đẻ, ngày thường cũng không lớn cùng láng giềng vãng lai, tứ phía hàng xóm cũng không rõ ràng nhà bọn hắn sự tình. Nhưng là ta vừa rồi từ cửa nhà bọn họ trong tử phường ra được, lưu phổ tự hồ có đánh bạc ham mê. Đánh bạc. Thẩm nhạn nhìn xem trong tay một chồng biên lai cầm đồ, kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Nàng thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lưu gia vốn liếng cũng không phong phú, mà sòng bạc bên trên có thua có thắng. Ta nghĩ nếu như cái này Tử Phường trưởng Quỷ nói là sự thật, tất nhiên Lưu Phổ sẽ có trong tay bước trước thời điểm. liền lên phụ cận năm dặm bên trong sở hữu hiệu cầm đồ ra một chút, đây đều là hắn hai năm này chỗ làm đồ vật. Cố Tụng liếc mắt nàng, lạnh lùng nói. Thẩm Nhạn nhìn xem biên lai cầm đồ cấp trên được được sắc sắc danh mục, toàn thân đều kích động lên. Nếu như nói Lưu Phổ thích cờ bạc như vậy lưu gia thiếu tiền mà lưu thị giết người cướp của giả thiết chẳng phải thành lập a à, lâm lan chắc chắn là hung phạm nhưng khi nhật trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy cầm tới đám kia đồ trang sức về sau nếu không có lưu thị phê chuẩn nàng đoạn không có khả năng vào lúc đó xuất phủ đi liền xem như nàng giết người là vì chính mình như vậy nàng vì cái gì đến lưu phủ sau lại muốn dẫn lấy bọn chúng chuyển đi quả phỉ hẻm có thể thấy được cái này quả phỉ hẻm liền là nơi mấu chốt dưới mắt chỉ cần đào mở quả phỉ hẻm bí mật nàng liền có thể chứng thực suy đoán của nàng có phải là thật hay không tướng quá tốt rồi nàng nhảy dựng lên ánh mắt sáng rực nhìn qua cố tụng ngươi thật sự là giúp ta đại ân ta muốn làm sao cám ơn ngươi cố tụng nhìn thấy này đôi thần thái sáng láng con mắt bên tai đột nhiên nóng lên nóng hắn bỏ qua một bên mặt nói tiện tay mà thôi đừng nói như vậy chớ đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, đối ta coi như quá trọng yếu. Thẩm nhạn đem những này biên lai cầm đồ thu lại, nghiêm túc nói. Gặp hắn không đoạn dưới, liền lại nói. Cứ như vậy đi, chúng ta lúc trước điểm này sự tình liền xóa bỏ rốt cuộc đừng nói nữa, về sau ngươi có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, cũng tận quản lên tiếng chính là. Khắc bận biệu nàng giúp không đến, nếu như hắn có cái gì thất đại cô bác đại di cái gì muốn đối phó, nàng vẫn là không đáng kể liền hướng hắn liền giúp nàng hai cái này đại ân liền là có lớn hơn nửa quá kết cũng có thể hóa giải cố tụng nhìn xem chững chạc đàng hoàng nàng khóe môi có chút nhu xuống tới hắn cũng không phải vì để cho nàng báo đáp mới làm những chuyện này bất quá là nhìn nàng tay chân vụng về nhìn không được ra xuất thủ thôi thế nhưng là bây giờ thấy được nàng như vậy cùng hắn nói chuyện trong lòng của hắn lại tự hồ rất ấm áp bạn thích bộ chuyện này yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Mặt mày Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Được hay không sao? Thẩm nhạn đẩy đem hắn. Hắn xem xét nàng một chút, ân. Ừ. Hắn nơi nào có gấp cái gì để cho nàng giúp? Nàng chỉ cần không khí hắn liền tốt. Thẩm phu nhân bởi vì lấy ban ngày cố tụng tới qua, chạng vạn tối đoàn người đến bất tỉnh tỉnh thời điểm không khỏi liền nói bắt đầu. Cái này cố tụng nhìn ngược lại không giống cái kia thô mãn vô dáng người, ngôn từ khiêm tốn, tướng mạo cũng mười phần tuấn tú, xem ra cố gia cũng không ít tốn tâm tư bồi dưỡng hắn. Quý thị cười nói. Nhìn ngài nói, người ta tốt xấu là quốc công phủ tiểu thế tử, liền là quy củ bên trên lại so ra kém nhà chúng ta, cũng hầu như không thể để cho hắn làm ra cái gì quá giới hạn sự tình đi thái thái chắc là thiên vị lấy nhị nha đầu cho nên vào trước là chủ cảm thấy người ta là cái không có giáo dục hài tử thẩm phu nhân cười dưới buông xuống chén trà một chút nghiêng mắt nhìn gặp lưu thị ngồi ở bên cạnh một lần tiếp một lần lột hạnh nhân ánh mắt ngẩn ngơ tâm tư không biết bay đi nào đâu không khỏi nhăn mi lão tam nhà gần đây là thế nào tổng như thế mất hồn mất vía lưu thị bị sau lưng thu đầy khẽ đẩy đẩy liền vội vàng đứng lên Thẩm phu nhân thấy thế, lông mày nhào đến càng thêm sâu. Quý thị vội nói. Nghĩ đến là trước đó vài ngày lâm lan sự tình, để tam đệ muội bị kinh sợ. Thẩm phu nhân nghe vậy lại nhìn Lưu Thị, dạ, khoát khoát tay để Lưu Thị ngồi xuống. Sau bữa ăn đoàn người tất cả giải tán, thẩm phu nhân gọi Thu Hy, tam nãi nãi gần đây gặp được chuyện gì? Thu Hy nghĩ nghĩ, nô tỳ không từng nghe nói. Thẩm phu nhân nghĩ nghĩ, hỏi lại cái kia lưu gia đâu thu hy dừng lại lưu gia tự hồ có chút thời gian không có bên trên trong phủ tới ngược lại là tam nải nải thường về nhà ngoại đi a à, nghe nói lưu gia cửu lão gia gần đây theo người đi thương châu buôn thước thẩm phu nhân nhất là không quen nhìn hành thương người nàng cau mày nói không lý do buôn cái gì gạo không có bại phu gia tổ thanh danh nói xong nàng nghĩ nghĩ lại nói không đúng nếu là lưu phổ đi buôn gạo nàng cũng không có gì tốt sầu lo suốt ngày mất hồn mất vía làm cái gì ngươi tìm mấy cái miệng lưỡi nhanh chóng người đi lưu phủ phụ cận hỏi thăm một chút nhìn có phải hay không chuyện như vậy nàng làm việc từ trước đến nay nghiêm cẩn cho dù là muốn bắt việc này đi trách cứ lưu thị cũng phải trước nắm giữ vô cùng xác thực tin tức lại nói bằng không nàng trong phủ nói một không hai cái này uy tín lại là làm sao dựng nên lên Thu Hy nhận phân phó, lập tức liền xuống đi. Thẩm nhạn đến cố tụng trợ giúp lấy được lưu phổ hợp lý phiếu. Sau bữa cơm chiều liền ngay tại trong thư phòng từng trương thẩm tra đối chiếu bắt đầu. Nhìn bộ dáng hai năm này lưu gia gia sản đều để lưu phổ bại đi không ít, cái này chồng biên lai cầm đồ đương ra bạc tổng cộng liền có hơn 8 hai, mà chiếu lưu gia đến hôm nay thường tiêu xài còn chưa tính gian nan đến xem. Những bạc này hẳn không phải là tiêu vào gia dụng bên trên bất quá nếu như lưu phổ thật cầm khoản này bạc đi đánh bạc tiếp mà thâm hụt rất nhiều mà nói như vậy lưu thị lại bởi vì chuyện này mà sốt ruột là nhân chi thường tình thế nhưng là lại một nghĩ sâu lưu thị dù sao đã là xuất giá tỷ tỷ lưu phổ có thê tử còn có nhạc gia nợ tiền mà nói mọi người có thể đi ra mưu đồ sách lưu thị vì sao lại hắn trực tiếp đi đến mưu tài sát hại tính mệnh một bước này ngũ thị tuy là cái di nương nếu là không có sinh con tự chỉ sợ chết nàng cùng chết cái nha đầu không có gì khác biệt, thế nhưng là lâm lan nếu như lại nhiều lưu thời gian qua một lát, cố gắng lại thổ lộ chút gì ra. Nàng liền là giết người diệt khẩu cũng không thiếu được sẽ khiến người khác hoài nghi, nguy hiểm này không thể bảo là không lớn. Nàng muốn giúp lưu phổ. Đại khái có thể mở miệng để thẩm hoạn ra mặt hướng công trung mượn ít bạc, tại sao muốn làm như thế? Thẩm nhạn cảm thấy Lưu Thị tự hồ có chút sợ hãi Lưu Phổ đánh bạc việc này để người ta biết giống như. Quả thật, đối với thanh danh tại bên ngoài thẩm gia tới nói, có cửa không thể giúp thẩm gia bận biệu nghèo thân thích đã rất ít gặp, nếu là lại tăng thêm thị cực cái này, thẩm phu nhân hoàn toàn chính xác sẽ đối với Lưu Gia có rất lớn bất mãn, thậm chí còn có thể liên lụy đến Lưu Thị. Thế nhưng là người thẩm gia mặc dù sẽ xem thường nàng, nhưng thẩm hoạn chưa hẳn sẽ đi. Nếu như thẩm hoạn thật sự là người như vậy, như thế nào lại đến nay chưa từng từng có bất luận cái gì những nữ nhân khác lưu thị xuất thân hàng môn mà thẩm hoạn đến cùng là thẩm gia tam gia song phương thân thế cách xa quá lớn dựa theo loại tình huống này liền là lưu thị không cho phép nếu như thẩm hoạn đề xuất yêu cầu thẩm phu nhân bọn hắn cũng sẽ thay hắn làm chủ nạp thiếp thẩm hoạn từ đầu đến cuối đều chỉ có lưu thị vị này vợ cả coi như hắn không phải là bởi vì kính yêu nàng mà làm như thế có thế chí ít hắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy thê tử vì tiền vây khốn A. À. Lại nói, thẩm gia dù chưa phân gia, nhưng đến cùng khác biệt nhà khác, các phòng thành thân đều có một tiểu bút tài sản riêng, thẩm hoạn cầm cái mấy ngàn lượng bạc ra không là vấn đề. Cho nên, lưu thị liền thẩm hoạn đều giấu giếm không nói, mà tình nguyện đi hướng ngũ di nương ra tay, cái này lộ ra rất khó hiểu. Như vậy, đến cùng phải hay không lưu thị đâu. Đối cái kia chồng biên lai cầm đồ nghiên cứu nửa ngày, nàng lại gọi tới Phúc Nương. Hay là gọi mấy người kia nghe ngóng quả phỉ hẻm, nhất là những cái kia sòng bạc, hỏi một chút lưu phổ gần nhất có hay không tại cái kia mang ra hiện quá. Thiếu quá ai tiền. Cùng những này tương quan đều nghe được là được. Phúc Nương mặt mặt, nói ra. Tiểu Thế Tử đã chịu hỗ trợ, chúng ta vì cái gì không cho hắn xuất thủ đâu. Có cố tụng xuất mã những sự tình này hiển nhiên dễ như trở bàn tay, cần gì phải lại mượn tay người khác cho người khác hao thời hao lực đi nghe ngóng. Thẩm nhạn lắc đầu. Cố tụng chung quy là ngoại nhân, tam thẩm lại là người trong nhà. Lưu thị phạm tội nghiệt lại lớn, thẩm gia cũng không tiện vì thay ngũ di nương trầm oan giải tội mà đem sự tình làm cho bay lả tả. Nếu không kết quả là hại chính là từ trên xuống dưới nhà họ thẩm tất cả mọi người, thẩm gia đệ tử đều còn tiền đồ vô lượng, bọn hắn không thể bởi vì loại sự tình này bị người ở sau lưng chỉ rõ mà nàng cùng thẩm giặc các nàng tương lai cũng có rất dài nhân sinh muốn đi cái này đại giới thật là lại quá lớn cố tụng mặc dù đã dùng hành động thay đổi nàng đối với hắn thành kiến nhưng là chung quy hắn họ cố mà với hắn tới nói loại này nội trạch sự tình mượn tay người khác với hắn đi làm truyền đi về sau để cho người ta tự mình thấy thế nào hắn hắn cố da mặt mũi chỉ sợ đều muốn mất hết Phúc Nương nghe nàng nói như vậy, liền gật đầu, hôm sau buổi sáng tự đi bàn giao không đề cập tới. Nơi này thẩm phu nhân ăn xong điểm tâm, Thu Hy liền vội vàng đi đến. Thái thái, hôm qua ngài để nô tỳ đi thăm dò sự tình, tra ra điểm mặt mày tới. Thẩm phu nhân nói. Nói. Thu Hy nói. Thương châu mấy ngày nay mưa to, lưu phủ người trước kia tuy nói cửu lão gia đi thương châu, nhưng hôm qua lấy đi cho lão phu nhân vấn an danh nghĩa phái đi tôn ma ma tại nâng lên thương châu lúc bồi tòa lưu phu nhân lại nói lưu lão gia mới viết thư trở về nói thương châu mấy ngày nay khóc nhiệt đến không được thẩm phu nhân hơi ngừng lại ngẩng đầu lên nói ngươi là nói lưu phổ căn bản không có đi thương châu nói xong nàng đứng lên không có đi thương châu bọn hắn vì cái gì bắn tiếng nói hắn đi thương châu lưu gia đang làm cái gì thành tựu thu hi nói tiếp Mặc dù Lưu Gia Lão Gia hoàn toàn chính xác khả năng không có đi Thương Châu, nhưng hắn những ngày gần đây đã không tại phủ thượng lại là thật. Bởi vì Tôn Ma Ma đang ăn trà công phu, trong phủ ngoại viện nô tài là trực tiếp hướng Lưu Phu Nhân bẩm sự tình. Thẩm Phu Nhân mày nhíu lại đến sâu hơn, Lưu Phổ không có đi Thương Châu lại nhiều ngày không tại phủ, kia là đi đâu. Nàng thuận phòng bước đi thông thả mấy bước, lại nhớ tới Lưu Thị những ngày này biểu hiện, sắc mặt dần dần trầm xuống lại đi điều tra thêm lưu phổ hướng đi lưu thị từ lúc gặp bàn thị trở về hai ngày này đầy trong đầu chính là nàng nói cái kia lời nói nàng vạn không nghĩ tới bàn thị thế mà đã đem tính toán nhị phòng chủ ý nghĩ đến như vậy thông thấu đây cũng không phải là nàng nhất thời có thế nghĩ ra chỉ sợ tại nàng hướng ngũ di nương động thủ trước đó nàng liền đã đang tính toán bây giờ ngũ di nương bên kia cũng không được đến bao nhiêu tiền nàng gặp nàng cùng đường mặc lộ vừa vặn liền mở ra cái miệng này nàng là biết hoa thị có tiền không sai có thế đến cùng các nàng là chị em dâu mà lại hoa thị tuy nói tại cha mẹ chồng trước mặt không được sủng ái có thế nàng đến cùng còn có người nhà mẹ để giúp đỡ nếu là vạn nhất sự tình náo hỏng nàng coi như thật là một điểm đường lui cũng không có hoa thị người kia có thể cho phép hạ người khác dò xét du tài sản của nàng a thẩm mật lại sẽ cho phép nàng dạng này đãi nàng a làm như vậy nàng là một điểm bảo hộ đều không có. Cho nên tại Lâm Lan thuyết phục nàng hướng nhị phòng đưa tay lúc, nàng căn bản cũng không có cân nhắc, mà sở dĩ đồng ý đem phụ phiến bột phấn ném đến nhị phòng trong viện, cũng bất quá là vì thừa cơ diệt đi Lâm Lan thôi, thẩm phu nhân các nàng đều không phải đồ ngốc, làm sao lại tin tưởng nhị phòng sẽ là sát hại ngũ di nương hung thủ. Cũng chỉ có Lâm Lan mới có thể xuẩn thành như thế. Mà nàng, như thế nào lại cho phép một cái nha đầu như dòi bám trong xương uy hiếp nàng. Đã nàng cảm thấy đó là cái ý kiến hay, như vậy nàng đương nhiên không ngại thuận tay đẩy nàng một thanh, tại tất cả mọi người biết là lâm lang ý đồ vu oan đến nhị phòng trên đầu về sau, nàng lại nghĩ đem nàng giật xuống nước đến, ai còn sẽ tin nàng. Thế nhưng là bây giờ bàn thị lần nữa nhất lên chuyện này, lại làm cho nàng không thể không nhìn thẳng vào đi lên. Đầu tiên, nàng còn có 10 ngày qua thời gian trù tiền, Thứ hai, nếu như giống bàn thị nói như vậy, có thể từ trên thân thẩm mật bắt đầu đến bức Hoa thị nôn tiền, đây không phải liền từ căn nguyên bên trên tránh đi thẩm mật sẽ nhảy ra ngăn cản chuyện này phát sinh khả năng sao? Hai ngày này nàng nghĩ lại xuống, nếu như thẩm mật thật sự là bởi vì tư đi vấn đề nháo ra chuyện đến, Hoa thị quả thật sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng là nếu có người ở thời điểm này điểm tỉnh điểm tỉnh nàng, nói cho nàng cái này có thể là cái âm mưu, lấy nàng cùng thẩm mật nhiều năm như vậy vợ chồng hoa thị hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ tỉnh táo lại mà nếu như lại có người khuyên nói thuyết phục bàn thị nói kế sách này lại có phân khả thi hôm nay một ngày này nàng ngay tại thấp thỏm cùng trong sự kích động vượt qua thấp thỏm là việc này không thể coi thường cũng hoàn toàn không phải ngũ di nương nhân mạng kiện cáo có thể so sánh lừa gạt hoa thị tiền tài nếu như thẩm mật hoặc hoa da náo sắp nổi đến như vậy nàng chẳng những muốn đem số tiền kia phun ra còn tuyệt đối là sẽ bị đừng đi ra. Mà nàng kích động chính là, một khi sự tình thành công, như vậy từ nhị phòng đạt được tiền chỉ sợ sẽ so với nàng cần còn nhiều. Nàng thiếu tiền, nàng quá thiếu tiền. Những năm này vì trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng không chỗ ở từ chính mình đồ cưới bên trong móc tiền ra, bây giờ thẩm tân đã 8 tuổi, tiếp qua cái 7-8 năm nàng lại được thay hắn thu xếp hôn sự, tuy nói số tiền kia công trung xảy ra, thế nhưng là nàng cái này làm bà bà, cũng không thể một điểm tâm ý đều không lấy ra. Lại có, nếu như nàng trong tay không có tiền, lại nơi nào có biện pháp phản chế hồi bàn thị đi đâu? Chẳng lẽ nàng liền muốn cả một đời bị nàng dùng thế lực bắt ép nắm sao? Nghĩ tới bàn thị bản mặt nhọn kia, nàng liền cả người đều giận đến run rẩy lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Cấu kết bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com bàn gia cũng không phải không bỏ ra nổi khoản này bạc bàn gia danh nghĩa cũng không ít sản nghiệp lúc trước bởi vì nhìn trúng lưu thẩm hai nhà là quan hệ thông gia mà vì trèo kết bàn gia không ít cho bàn thị bổ sung đồ cưới bàn thị cho dù không bỏ ra nổi hai vạn lượng đến năm ngàn lượng là tuyệt đối không thành vấn đề có thế bàn thị bởi vì bắt lấy nàng tay cầm lại không phải ép lên nàng nàng nào đâu còn đem nàng cái này đại cô tỷ xem như tỷ tỷ rõ ràng liền là tại coi nàng là oan đại đầu nếu không phải lưu phổ là nàng thân đệ đệ nàng nào đâu lại sẽ vung nàng nghĩ tới đây nàng liền không nhịn được khí huyết dâng lên thu đầy từ bên cạnh gặp không khỏi đi lên nói nãy nãy đây là thế nào lúc trước tại thái thái trước mặt kém chút còn rơi xuống không phải có phải là không thoải mái hay không không có Lưu Thị lắc đầu, thở hắt ra, đứng lên. Thuận Phương hướng đi vài bước, đến phía trước cửa sổ nhìn một chút trên trời cái kia tàn nguyệt, trong lòng lại không khỏi trầm trầm, tóm lại là chỉ có tầm 10 ngày, nàng vô luận như thế nào cũng nên làm quyết định. Viện bệ cửa sổ mặt nửa ngày, nàng nhắm lại mắt, nói ra. Đi xem một chút nhị gia, hai ngày này có thế từng có bữa tiệc. Phúc nương phân phó người tiến đến quả phỉ hẻm, thẩm nhạn xem chừng nhanh nhất cũng phải một hai ngày mới có thể có tin tức truyền đến. Buổi trưa thêm thiếp một lát bắt đầu, nhớ tới hồi lâu không có bồi hoa thị nói chuyện, liền liền đến chính phòng, gặp nàng đang tính tháng này trương mục, liền liền từ bên cạnh thay nàng treo lên ra tay tới. Hoa thị nhìn nàng một tay bàn tính phát đến lớp ba lớp bốt vang, treo chọc mắt nói. Ta thế mà không biết ngươi chừng nào thì học dạng này một phen hảo thủ thế. Thẩm nhạn ha ha nói ta cùng biểu tỷ các nàng học. Hoa thị liếc nàng một chút, cúi đầu lại đốt lên đếm. Nàng nữ nhi này bây giờ càng ngày càng để nàng kinh ngạc, không chỉ là gan lớn của nàng thận trọng, còn có nàng nhạy bén giảo hoạt, tự hồ thời gian càng dài. Nàng để cho người ta thắng phục địa phương thì càng nhiều, đến mức kể bàn tính loại chuyện nhỏ nhặt này, đều căn bản không đủ để để nàng làm thành chuyện gì đến nghiên cứu kỹ. Nàng quay đầu để tử anh cầm chút thẩm nhãn thích ăn trái cây đến, không ngờ vừa quay đầu lại chỉ thấy lấy thẩm mật tiếng viện tử. Phụ thân ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Nàng một mặt đứng dậy một mặt nói. Thẩm nhạn cũng đứng lên, thăm dò thấy thẩm mật mặt ửng đỏ quan phục từ vũ lan hạ đi tới, môi mỏng trao lên trường mi giảng nhẹ, ẩn ẩn một bộ ôn nhuận như ngọc phong nhã danh sĩ tư thái. Không khỏi cũng cười. Nhẹ nhàng linh hoạt phóng qua cánh cửa ngên ra ngoài, một đường nói phụ thân có chuyện tốt gì? Thẩm mật đợi nàng tới trước mặt, điểm nhẹ lấy trán của nàng nhọn. Cái này lại bị ngươi nhìn ra. Thẩm nhạn ha ha nói. Ta sẽ chiếm quẻ. Thẩm mật đứng ở một cây sớm mở hoa quế hạ. Chắp tay hất cầm lên, môi mỏng lấy ra cái đường cong, cười nói. Vậy ngươi không bằng chiếm chiếm, ta hôm nay gặp được chuyện tốt lành gì? Thẩm nhạn đông đưa hắn tay áo. Ta học nghệ chưa tin đoán không đến. Lần này đổi thẩm mật cười ha ha. Hoa thị hơi cáu đi tới. Nhìn hai người các ngươi. Hôm nay ta còn thực sự có việc mừng. Thẩm mật đắc ý nói. Hôm kia cái bởi vì lấy Thái hậu nương nương thọ yến sự tình an bài làm cho thỏa đáng. Thái hậu rất hài lòng. Thế là hoàng thượng ngợi khen ta, này cũng thôi. Ngoại trừ cái này, còn thưởng ta một phương nghiên mực đoan khê, còn có hai bức tiền triều danh sĩ tranh chữ. Thái hậu nghe nói ta còn có cái tinh nghịch bao nữ nhi, liền nói muốn muốn gặp ngươi. gặp ta. Thẩm nhạn chỉ mình cái mũi. kiếp trước nàng là gặp qua Thái hậu, chỉ là chưa từng tiếp xúc gần gũi quá, ấn tượng cũng mười phần mơ hồ. cái này nói chuyện muốn gặp nàng, nàng làm sao bỗng nhiên liền đối những cái kia loạn thất bát tao cung đấu cảm thấy áp lực tăng gấp bội. đúng vậy a. À thẩm mật cười gật đầu sau đó lại nghiêm mặt nói bất quá không nói cụ thể ngày gì cố gắng chỉ là thuận miệng nói cũng không định thiên gia tâm ý khó dò đến được thái hậu triệu kiến tuy là vinh sủng nhưng thẩm gia cùng chu thất tiếp xúc thời gian cũng không tính trường cho nên cũng không biết đến cùng là thật hay không có phần này cất nhắc chi ý hắn không hy vọng kết quả vạn nhất không phải có chuyện như vậy lại làm hại thẩm nhạn ngày đêm chờ đợi thất vọng cho nên tình nguyện trước cùng với nàng giao ngọn nguồn. Nhưng hắn làm sao biết, thẩm nhạn đối trong cung những người này, cũng không có cái gì tới gần hứng thú. Thẩm nhạn gật gật đầu cũng liền bỏ qua đi. Người một nhà tiếng chính sảnh, hoa thị tự tay cho thẩm mật pha trà, thẩm nhạn thì nhìn lên hoàng đế ban thưởng tới. Thẩm mật nói, ngày mai ban đêm ta liền không ở trong nhà ăn cơm, chí gì mấy người bọn hắn ồn ào nói muốn chúc mừng ta phải ban thưởng, tại đông hồ mua chiếc thuyền hoa, cố gắng sẽ chậm một chút chút mới trở về. Hoa thị nói. Biết. Chí chi liền là lưu đỉnh tên chữ, quảng tây cái kia tham ô án bây giờ tại lục bộ huyên náo bay lã tả, kia không may không sai hạ ngục, bất quá lại chưa từng dính đến người khác. Bởi vì lấy vụ án này, lưu đỉnh gần đây hơi có chút nhân họa đắc phúc cảm khái, đối với lúc trước vô cớ bị bắt cóc một chuyện thái độ, cũng sinh ra biến hóa vi diệu cho nên nói là nói là ăn mừng thẩm mật được ngợi khen, chỉ sợ là có chút thay mình áp kinh ý tứ. Dạng này yến hội, thẩm mật đương nhiên là muốn đi. Thẩm nhạn nghe nói là lưu đỉnh mời, thế là hỏi. Ngoại trừ lô thúc, còn có ai? Ngươi cố thúc cũng sẽ đi. Còn có phụ thân hai vị đồng môn bằng hữu cũ. Thẩm mật nói, dứt lời, hắn lại quái âm thanh, nhìn qua nàng. Ta nghe nói ngươi gần nhất cùng cố tụng hòa hảo rồi, Thế nhưng là thật. Thẩm Nhạn kinh ngạc kinh ngạc, không đoán ra được ai sẽ đem những này việc nhỏ truyền đến lỗ tai hắn, nhưng cái này cũng không có gì tốt né tránh, nàng nói ra. "Đúng vậy a, à, ta bây giờ phát hiện, hắn người này kỳ thật cũng không có xấu như vậy." Thẩm mật cao hứng trở lại. "Như vậy cũng tốt. Một người không thể chỉ xem khuyết điểm của người khác, đồng thời còn phải xem nhìn hắn ưu điểm, bằng không, ngươi liền vĩnh viễn cũng không giao được thật lòng bằng hữu." Thẩm nhãn hắt hắt hai tiếng. Hôm sau buổi sáng hoa thị cho thẩm mật trong túi trang mấy trương ngân phiếu, tiễn hắn ra cửa, bên này toa lưu thị thì cũng dẫm lên thẩm mật gót chân đến phiêu hương trai. Bàn thị ở chỗ này đã đặt xong phòng, lưu thị vừa vào cửa, liền nói ra. Đã thăm dò được, thẩm mật tối hôm nay tại Bạch Hồ Thuyền Hoa bên trên liền có yến ẩm, nhưng cùng đi ngoại trừ hộ Bộ Lan Trung Lưu Đỉnh, còn có Vinh Quốc Công Thế Tử, có hắn tại chỉ sợ không tốt làm việc vinh quốc công thế tử bàn thị nghe vậy ngưng ngưng mi nhưng ngược lại lại buông ra cái này lại có cái gì năm thành binh mã tư đô đốc là quốc cửu gia an ninh hầu lưu nghiễm trong triều công thần huân quý đều cùng lưu gia không lớn hòa thuận trong lúc này lại lấy bốn công vì cái gì nhưng lưu gia có hoàng hậu chỗ dựa những năm này cũng không thấy rơi xuống hạ phong liền là vinh quốc công thế tử ở đây cũng không sợ hắn làm loạn lưu thị dừng một chút nói ra Tuy là như thế, thế nhưng vẫn là đến chút ngô trọng cẩn thận, mục đích của chúng ta dù sao vẫn là hướng về phía bức hoa thị tiền đi, cũng không phải là vì nhằm vào thẩm mật, nếu như thật làm ra cái gì bất lợi thẩm gia sự tình đến, coi như lão gia chúng ta tự làm phiền an ninh hầu mặt mũi sẽ không làm sao hướng hắn ra tay, quyền cao chức trọng cố gia lại sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nàng cũng là thẩm gia tức phụ, thẩm gia bị mất mặt đối với nàng mà nói không có một tiêu chỗ tốt huống chi nàng còn có con trai tương lai cần cân nhắc, lần này chịu đáp ứng bàn thị làm như vậy cũng là bị nàng đuổi kịp sượng mặt, bằng không mà nói nàng làm sao có thể sẽ làm dạng này hại người không lợi mình sự tình ra. Nếu là sự tình bại lộ, như vậy thẩm gia cả nhà trên dưới chỉ sợ đều không tha cho nàng. Tần này ngươi yên tâm. Bàn thị khoát khoát tay, đứng lên, ta cái này trở về cùng ngô đại nhân thông khí nhi, ngươi cũng trở về đi yên lặng chờ tin tức của ta nói tóm lại, sự tình ngay tại hôm nay trong đêm. Nói đến lão gia đều bị tạm giam gần một tháng, không nhường nữa hắn trở về, chuyện trong nhà ta đều muốn không chống nổi. Dứt lời ấn ấn hốc mắt. Lưu thị chịu không được bỏ qua một bên mặt, không nhìn tới nàng. Thẩm nhạn buổi trưa đi một chuyến lỗ gia trở về, Phúc Nương cũng đã tại dưới hiên đợi nàng. Phúc nương không nói lời gì kéo nàng vào nhà, nói ra. Cô nương, quả phỉ hẻm cả con đường đều nghe ngóng, hoàn toàn chính xác có người nhìn thấy tháng trước lưu lão gia ở nơi đó sòng bạc xuất hiện qua. Mà sòng bạc tiểu nhị thu chúng ta ròng rã 20 lượng bạc, mới bàn giao nói lưu phổ thiếu sòng bạc hai vạn lượng bạc tiền nợ đánh bạc. Thẩm nhạn sắc mặt bỗng dưng trầm ngưng xuống tới. Thật chứ? Phúc Nương nói. Đây đều là người của chúng ta chính miệng nghe được, nô tỳ cảm thấy bọn hắn sẽ không nói lời nói dối. Tiền nợ đánh bạc, kiếp trước tự hồ chưa nghe nói qua lưu phổ thiếu như thế một bút nợ khổng lồ. Thẩm nhạn vội vàng lại nói. Vậy nhưng từng nghe qua, lưu phổ hiện nay người ở nơi nào? Nếu như hỏi thăm sự tình là thật, như vậy nàng cũng sẽ không tin tưởng lưu phổ sẽ là chạy tới thương châu buôn thước, hắn thiếu sòng bạc hai vạn lượng ngân, người ta có thế thả hắn đi xa. Coi như để hắn xuất kỳ bất ý chạy trốn, có thế hắn còn có vợ con tại, những người kia chẳng lẽ sẽ không hướng lưu gia nổi lên. Người trong hắc đạo cũng sẽ không quản các ngươi ở quan trường có nhiều nhân mạch, bọn hắn chỉ nhận tiền tài. Không nghe được, cái kia tiểu nhị chết sống không chịu nói. Phúc nương nói. Thẩm nhạn gật gật đầu, tiểu nhị chết sống không nói, cái kia càng thêm nói rõ có mờ ám. Bây giờ mắt hạ lưu gia trên mặt gió êm sóng lặng, liền liền cố tụng người đều nhìn không ra cái gì dị thường có thể thấy được sòng bạc trước mắt đối lưu gia là chưa từng nghiêm truy chết đánh, mà bọn hắn sở dĩ yên tâm như thế, kết hợp với lâm lan mang theo đồ trang sức đi hướng quả phỉ hẻm chuyện này đến xem, thì vô cùng có khả năng lưu phổ đã bị giam tại sòng bạc bên trong. Trước mặt kệ lâm lan có phải hay không lưu thị sai khiến, ngũ di nương đám kia đồ trang sức đều hiển nhiên không đủ chuột ra lưu phổ, cho nên lưu phổ bây giờ cực khả năng còn tại chủ nợ trên tay, dựa theo lẽ thường, đối phương cũng không khả năng thư thả Lưu Gia hồi lâu, nói như vậy Lưu Gia trước mắt còn 10 phần thiếu tiền, mà Lưu Thị gần đây mất hồn mất vía, biết thật là tại vì khoản này bạc sốt ruột. Lại trái lại ngẫm lại, đã Lưu Thị như thế lo lắng đệ đệ an nguy, như vậy nàng vì cái gì sẽ không sai sự lâm lan đi giết người đoạt của. Lưu Thị mưu đồ, cho tới bây giờ lại như bày ở trước mắt bình thường rõ ràng. Thẩm nhạn viện mép bàn ngồi xuống, mặt chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói ngươi đi chuẩn bị xe, chúng ta quả phỉ hẻm nhìn một cái. Ngươi cùng nãy nãy nói chúng ta bên trên tướng quốc tự sau phố đi mua chút bút mực là được. Bây giờ mặc dù sự tình đã rõ ràng, nhưng cũng còn có điểm đáng ngờ, vì cái gì thay lưu phổ liều mạng ra mặt chính là lưu thị, mà không phải lưu phổ thê tử. Liền xem như lưu phu nhân không chịu vận dụng tư mình, lưu thị làm đại cô tỷ, như thế nào lại mặc cho nàng như vậy đưa lưu phổ chết sống không để ý, nếu như lưu phu nhân nhất định không chịu nghĩ cách cứu viện trượng phu, như vậy lấy lưu thị đối lưu gia tầm quan trọng, nàng trực tiếp bỏ rơi lưu phu nhân cũng có thể làm đến, tại sao muốn như thế quất ức lưu nàng trong phủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Người xấu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com nếu như sự tình đúng như nàng suy đoán như vậy, như vậy Lưu Thị cùng Lưu Gia nhất định còn có lấy cái gì nàng chỗ không rõ ràng sự tình. Mà chuyện này hẳn là còn trực tiếp ảnh hưởng Lưu Thị hành vi. Kiếp trước thẩm nhạn hoàn toàn chính xác một mực chưa nghe nói qua Lưu Phổ thiếu quá như thế một món nợ, đến tột cùng là tin tức có sai hay là bởi vì kiếp trước hắn bay tới tiền của phi nghĩa lấp đầy món nợ này, trước mắt còn không rõ ràng. Còn nửa ngũ di nương bản án đã qua, nhưng lưu thị làm trong phủ thiếu nải nải, thẩm phu nhân thân cận con dâu, hơn nữa còn là thẩm nhạn trưởng bối, trong lúc này nếu là có một điểm sai lầm, đều sẽ cho thẩm nhạn thậm chí hoa thị mang đến vô tận hậu hoạn. Cho nên nàng không thể tùy ý đãi chi, không tự mình đi nhìn xem, tổng cũng không thể yên tâm. Nàng từ trong tủ quầy lấy ra đem dài ba tất tiểu chủy thủ nhét vào tay áo trong lòng. Mà Phúc Nương bên này cũng rất mau đánh điểm tốt. Hoa thị nhìn thấy nàng giấu ở ống tay áo bên trong chủy thủ, liền dặn dò câu coi chừng, lại phái hai cái hộ viện đi theo, thả các nàng ra ngoài. Người nhà họ hoa bởi vì hành thương nguyên cớ thường tại bên ngoài đi lại, bên người đều sẽ có một hai dạng vũ khí phòng thân. Các nàng bên này chân trước ra phường cửa, cố tụng buồn bực tại thư phòng luyện một lát chữ, chân sau liền cũng ra chính mình viện tử. Dương mắt thấy sân vườn trong viện hai khỏa cây ngân hạnh không biết lúc nào thất bại lá sao, liền dừng ở vũ lan hạ ra lên thần tới. Tống cương đi theo đánh giá cái kia ngân hạnh nửa ngày, gãi lên cái ót nói. Cái này cây ngân hạnh đến mùa thu một rơi lá cây là quái chán ghét, da là ngại cái này cây chướng mắt, nếu không tiểu nhân để cho người ta đem nó móc xuống. Cố tụng liếc mắt nhìn hắn, thuận vũ lan đi hướng phòng trên. Qua phòng ngoài hắn bỗng nhiên lại dừng lại bước đến, thản nhiên nói. Hôm qua sở vương không phải để cho người ta đưa võ đại hạnh nhân đến A, ngươi cầm đi cho thẩm gia tống cương buồn bực nói cầm đi thẩm gia hắn không biết nhà bọn hắn vị này lâu dài đến cùng đều không cùng người có tình vãn lai gia nhi lúc nào nhớ thương thẩm gia tới coi như hắn bây giờ nghe thế tử gia mà nói nghĩ thông suốt muốn cùng thẩm gia hảo hảo ở chung được có thế hắn cầm đi thẩm gia cho ai đâu cho thẩm phu nhân nhà hắn nhớ tới đến rồi gia có phải hay không để tiểu nhân đưa đi cho nhạn cô nương. Cố tụng bên tai đỏ hồng, trừng mắt liếc hắn một cái, bước nhanh hướng phía trước ra cửa hạm. Tống cương cười hắc hắc, vội vàng quay đầu đi. Quả phỉ hẻm ở vào thuận thiên phủ học cùng bắt thành binh mã tư ở giữa, có thế mở tại đất này giới sòng bạc, cho thấy là hắc bạch hai đạo đều được hoan nghênh. Thẩm nhạn mang theo phúc nương giá lập tức xe, ước chừng hai khắc đồng hồ đến quả phỉ hẻm xe ngựa tại treo trong ngõ hẻm một chỗ cao đầu ngõ dừng lại. Phúc Nương vén lên rèm, chỉ vào phố đối diện treo tụ bảo trang nhãn hiệu sòng bạc nói ra. Liền là chỗ kia. Bên trong có cái họ vương má trái mang nốt ruồi tiểu nhị, liền là thu chúng ta bạc. Thẩm nhạn thăm dò nhìn một chút. Tụ bảo phường tổng cộng có hai tầng, nơi gần cổng thành phổ thông, nhưng khi bên trong người đến người đi tiếng nói ồn ào, đổ xúc sắc thanh âm liền bên này đều nghe thấy có thể thấy được sinh ý làm không tệ. Mà quả phỉ hẻm bản thân cũng không phải là cái gì náo nhiệt phố lớn, sòng bạc mở ở chỗ này. Ngược lại là mang vượng xung quanh một chút cửa hàng. Nàng thu hồi ngồi thẳng người, nói ra. Ngươi để cho người ta đi đem cái kia tiểu nhị mang ra, ta hỏi một chút hắn. Phúc Nương gật đầu, đi theo đồng xuất tới gã sai vặt một đạo xuống xe đi sòng bạc. Thẩm nhạn thấy trên đường quạng cua ẻ. Liền cũng xuống xe, để xa Phu đem xe chạy đằng trước dưới cây hòe lớn chờ lấy, chính mình đi tới trong ngõ nhỏ. Rất nhanh Phúc Nương mang theo cái dáng người thon gầy tiểu nhị tới. Má trái tới gần mũi địa phương có khỏa nốt ruồi, thấy thẩm nhạn liền bắt đầu trên dưới dò xét. Thẩm nhạn móc ra thỏi bạc đánh tới hướng hắn mũi. Hắn ôi đau kêu một tiếng quỳ xuống đi, trông thấy bên chân cái kia chừng năm lượng thỏi bạc trồng, nơi nào còn dám ngẩng đầu nhìn nàng lập tức đã nằm rạp trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Thẩm nhạn nói, ta hỏi ngươi, lưu phổ hiện tại nơi nào? Tiểu nhân, tiểu nhân không biết. Tiểu nhị đẩu sắc, con ngươi lại không rời đi trên mặt đất cái kia bạc nửa điểm. Thẩm nhạn duỗi ra mũi chân dẫm ở cái kia bạc, một mặt đè lại đỉnh đầu hắn, một mặt đem trong ngực chủy thủ rút ra, dán tại trên mặt hắn. Ngươi thu ta hai mươi lượng bạc, lại cái gì cũng không nói, ta như gỡ ngươi cái cánh tay, có phải hay không cũng không có gì lớn. Tiểu nhị mặt đều xanh, vô ý thức muốn ngẩng đầu nhưng lại không dám nhất, cả người lúc này là thật bắt đầu run rẩy. Tiểu thư tha mạng. Ta, ta là thật không biết. Ước chừng 20 ngày trước, chúng ta đại đông gia để cho người ta đem lưu phổ bắt đến, tiếp xuống liền lộ ra sòng bạc, tiểu nhân cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Thẩm nhạn cầm chủy thủ dời xuống đến hắn bên tai dưới, dừng dừng, tiểu nhị mồ hôi lạnh đều xuất hiện, trong miệng vẫn là nói. Tiểu nhân nói đều là thật, tiểu thư liền là giấc ta ta cũng nói không nên lời vị trí cụ thể đến. Tiểu thư nếu là muốn nghĩ cách cứu viện lưu lão gia, còn phải tìm chúng ta trưởng quỷ nghĩ biện pháp. Thẩm nhạn kỳ thật biết từ trong miệng hắn cũng bộ không ra lưu phổ hạ lạc. Nàng cũng không quan tâm lưu phổ bây giờ người ở chỗ nào. Chuyện lớn như vậy, sòng bạc đông gia đương nhiên sẽ không tùy tiện cáo tri tại người. Nàng chỉ cần biết rằng lưu phổ đúng là thiếu sòng bạc tiền mà bị giam bắt đầu liền thành. Nàng sở dĩ cầm chủy thủ ra hù dọa chỉ là muốn mau sớm đạt tới mục đích bước ra, không nghĩ tới hắn lại lấy vì nàng là tới cứu lưu phổ. Đây cũng tốt. Nàng hỏi lại. Hắn đến tột cùng thiếu các ngươi bao nhiêu bạc? Đã trả bao nhiêu? Tiểu nhị nói. Thiếu hai vạn lượng, Lần trước trả lại một nhóm đồ trang sức, chống đỡ hai ngàn lượng. Lúc ấy cái kia đồ trang sức là ai đưa tới? Tiểu nhị trần chờ một chút, không nói. Thẩm nhạn lại ném đi cái nguyên bảo nện vào trên mặt hắn. Hắn lập tức bụng mặt nói. Tiểu nhân bởi vì không có tư cách tham dự việc này, chỉ ở nàng lúc đi vào lơ đã nhìn thấy một mặt là cái 20 tuổi nữ tử, mặt trái xoan mắt phượng, thân hình như thủy xà, một thân áo xanh lục cùng đi còn có lưu gia quản sự gọi Lưu Thuận Phát, tiểu nhân chỉ biết là nhiều như vậy. Bọn hắn tặng những cái kia đồ trang sức, tiểu nhân cũng vẫn là về sau nghe người ta trong lúc vô tình nói lên. Sòng bạc bên trong quy củ lớn, tiểu nhân không dám nói lung tung, nếu không phải xem ở 20 lượng bạc phân thượng, tiểu nhân là vô luận như thế nào cũng không dám nói. Hắn phục trên đất đập ngẩng đầu lên. Thẩm Nhạn nghĩ nghĩ, hỏi hắn nói ngươi tại cái này sòng bạc bên trong cầm bao nhiêu nguyệt lệ. Tiểu nhị nói. Hai lượng. Thẩm nhạn gật gật đầu, đá cái kia hai khối nguyên bảo cho hắn. Đi xuống đi. Tiểu nhị dừng một chút, dương mắt gặp nàng không giống nói giả, thế là vội vàng dập đầu cảm ơn, thăm dò tốt bạc đi ra ngõ nhỏ. Thẩm nhạn đứng tại chỗ mặt xuống tới. Lâm Lan dù chết, nhưng nàng tướng mạo thẩm nhạn lại không nhanh như vậy quên, Tiểu nhị nói tới áo xanh lục nữ tử đã có thể xác định là Lâm Lan không thể nghi ngờ. Mà Lưu Phổ bị giam như là đã chứng thực, như vậy sát hại ngũ di nương thủ phạm thật phía sau màn liền là Lưu Thị cũng đã có thể xác định. Kiếp trước bên trong Lưu Phổ về sau là thật làm lên mễ lương mua bán, có thế chiếu hắn thiếu đặt môn nợ tình huống xem ra, hắn ở đâu ra tiền vốn đi làm cái này mua bán đâu. Nàng trùng sinh cũng không có ảnh hưởng đến Lưu Gia vận mệnh, nói cách khác, hai đời bên trong lưu thị đều tại thay lưu phổ trù tiền cái này thế là hướng ngũ di nương hạ thủ trước thế liền có thể là sông hoa thị hạ thủ kiếp trước bên trong lưu thị chẳng những từ hoa thị nơi này lấy được lưu phổ thiếu nợ hơn nữa còn đem dư thừa tiền cho lưu phổ đi buôn bán nghĩ tới đây nàng không khỏi thở hắt ra một đôi tay cũng nắm thành quyền đầu lưu phổ bây giờ còn chưa có đi ra lưu thị tự nhiên còn tại phát sầu như thế nào trù tiền mà nàng mục tiêu tiếp theo liền có thể là hoa thị. Nàng mặc dù còn đoán không ra kiếp trước lưu thị là như thế nào từ hoa thị nơi này đem tiền cướp đi, có thế cái này thế nàng đã nhìn ra nàng giả tâm, chẳng lẽ còn muốn để nàng lại được tay một lần hay sao? Nàng lắc đầu, ngẩng đầu cùng Phúc Nương nói. Đi đem xe kéo qua, chúng ta hồi phủ. Phúc Nương đáp ứng, quay người đi ra cửa ngõ, mới hướng cách đó không xa xe ngựa vẫy vẫy tay, đầu đường bỗng nhiên liền tuôn ra số lớn quan binh, một mặt chấp nhất trường mâu hướng bên này tiến lên, một mặt trong miệng bên trong lớn tiếng la lên, bắt tặc. Phúc nương dọa đến lập tức lui về cửa ngõ, nhưng là hốt hoảng đám người lập tức lại đưa nàng hướng phía trước đẩy đi. Thẩm nhạn đang muốn tiến lên ngăn chặn nàng, một bóng người đột nhiên từ trong dòng người lách vào đến, sau đó lướt qua trước người nàng hướng ngõ nhỏ chỗ sâu tung đi. Thẩm nhạn ngây ngẩn cả người, mà người này cố gắng cũng không ngờ tới trong ngõ nhỏ còn có người, đường kính vọt hướng về phía trong nhỏ nhỏ chỗ sâu. đợi đến thẩm nhạn muốn ra đi lúc, người này nhảy lên đến chỗ khúc quanh, đột nhiên dừng bước quay đầu liếc nhìn, sau đó lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thoăn trở về. nếu lại nàng cánh tay lại quay đầu về tới trong đám người, thuận đầu phố hướng phía trước chạy. sự tình tới đột nhiên như vậy, thẩm nhạn quả thực trợn mắt hốc mồm, trong mang loạn quay đầu lại đi nhìn phúc nương, nàng đã bị xe phu kéo lên lập tức xe ngay tại há mồm hướng về hướng đi của nàng hô to. Mà chính chạy tới nghĩ cách cứu viện nàng hai tên hộ viện bị dòng người đâm đến bước chân đều đứng không rời, về sau quan binh cũng đã hướng bên này lục soát tới, nàng chỉ cảm thấy cánh tay bị siết đến chặt chẽ, giống như là bị trồng lên dây sắt đồng dạng, căn bản là dãy dụa mà không thoát. Nàng không biết làm sao lại đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Nhưng lại nhanh chóng đem lúc trước chủy thủ móc ra giữ tại trong tay kia kéo lấy nàng cái này nhân thân lượng cũng không mười phần cao, cũng hết sức trẻ tuổi, mặt thân màu đen y phục. Hắn hành động mười phần nhanh nhẹn, mà lại vô cùng có trật tự, lạc hậu thẩm nhạn một mặt cầm chặt lấy chủy thủ, một mặt từ hắn hành động bên trong tìm kiếm ra tay cơ hội. Mà hắn từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu, chỉ là thừa dịp rối loạn vừa đi vừa đem trên người áo khoác cởi ra dẫm lên dưới mặt đất. Lộ ra trên thân một thân gián sắc cẩm y theo phục. Mà tại hành tẩu đồng thời, Trống không một tay lại từ trong ngực lấy ra đỉnh khảm các loại bảo thạch ngân quang lưu loát buộc đến trụi lũi trên búi tóc, một đống thượng vàng hạ cám ngọc bội trang sức cũng cực nhanh phủ lên bên hông. Cuối cùng lại dùng một cái tay, đem một con bình sứ mở ra, xuất ra khối cùng loại hương liệu sự vật nhét vào trong ví. Chạm mặt tới trong gió rất nhanh liền có cao quý long tiên hương hương vị truyền đến. Cái này trong chốc lát hắn từ một cái hành vi lén lút tiểu lưu manh lắc mình biến hóa trở thành kim tôn ngọc quý quý công tử. Sở hữu trình tự toàn bộ tại trong chốc lát một tay hoàn thành, vậy mà cũng mảy may không gặp sai lầm. Thẩm nhạn không biết một người đến làm bao nhiêu chuyện xấu nghi mới có thể luyện thành đạt được dạng này gặp nguy không loạn thân thủ, nhưng là người trước mặt này, coi là thật để nàng mở rộng tầm mắt. Một cái có thế có dạng này một bộ phái đoàn người, liền xem như người xấu cũng sẽ là thân phận không thấp người xấu thẩm nhạn đem chủy thủ thuận thế trượt vào ống tay áo, đánh giá phía sau lưng của hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Nhận biết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ phía sau lưng mặc dù nhìn không ra tướng mạo của hắn, thế nhưng là từ hắn thân đoạn cùng hành động lại có thể đánh giá ra hắn xác nhận cái 13-14 tuổi thiếu niên, cái này nhận biết khiến nàng trong lòng thật to an định lại, đồng thời cũng ngừng lại cao giọng hướng người qua đường la lên cầu cứu dự định. Chỉ cần không phải cái gì thật gian dương đại đạo, nàng đều không có cái gì tốt lo lắng. Trong kinh thành có thể xuyên bên trên dạng này một thân gián sắc gấm vân văn theo bào người không nhiều, huống chi vẫn là cái choai choai hài tử. Vạn nhất là thẩm gia người quen liền xong rồi, nàng không thể để cho đến người tất cả đều biết. Nếu không quay đầu truyền đến trong phủ, cái kia mới nghiêm túc chuyện lớn quả nhiên thiếu niên một đường kéo lấy nàng trong đám người hướng phía trước một đường gặp phải quan binh thấy hai người bọn hắn bộ dáng này đều rất nhanh chuyển di mục tiêu nhìn về phía những người còn lại mà thẳng đến ra quả phỉ hẻm về sau hiển nhiên mọi người bộ pháp dần dần ổn định hắn mới lại đem nàng lôi đến nào đó đầu ngõ nhỏ xoay người lại nhìn chăm chăm nàng đây là có thể lạnh thấu người gân cốt một đôi mắt cũng là tuấn tú đến có thể để cho người ta vĩnh sinh không quên khuôn mặt hắn khuôn mặt thanh tuyển da thịt mang chút tái nhật mắt hình sâu mà hẹp dài sống mũi thẳng giống là khảm nạm tại khuôn mặt ở giữa một tòa dốc đứng sơn phong mà hắn môi mỏng kia thật là một đôi môi sao không phải lão thiên gia tinh điêu tế trát ra một đôi mỏng mà lợi mũi nhọn sao cái này hết thảy tất cả đều khiến cho hắn nhìn có một loại phát ra từ thực chất bên trong cao quý lạnh Tựa như là cô thanh ngồi tại trên bảo tọa vương, cho dù hắn bên người không một người tôn lên lẫn nhau, cũng có thể để cho người ta không tự chủ được muốn thần phục với hắn tôn quý. Hắn quá làm cho người ta không cách nào rời mắt, nhưng càng làm cho Thẩm Nhạn cảm thấy không cách nào ức chế kinh ngạc của của mình, là nàng gặp qua hắn. Hàn Tắc, đây là Ngụy Quốc công phủ đại công tử Hàn Tắc nha. Nàng tại sao lại ở chỗ này gặp phải hắn? Nàng nháy mắt, miệng cũng quên bế hàng tắc nhìn xem nàng kinh ngạc đến ngay người thành phẩm chữ khuôn mặt, cái kia hẹp dài hai mắt có chút nheo lại. Ngươi hẳn là nhận biết ta. Câu nói này phun một cái ra, càng giống là một trận gió lạnh thổi qua tới. Thẩm nhạn chậm rãi thu hồi kinh hải. Ánh mắt lại vẫn không thể rời đi. Nàng trong ấn tượng hàng tắc không phải như vậy, đương nhiên khuôn mặt đích thật là cao quý như vậy không sai, nhưng hắn cho người cảm giác nhưng tuyệt không phải như thế lãnh diễm, Người khác trước tự hồ cho tới bây giờ đều là ôn hòa chậm rãi, liền xem như võ tướng về sau, hắn cũng cực ít hiển lộ ra hắn hiếu thắng cái kia mặt, đám người truyền miệng hắn ưu nhã khôi hài. Thẳng đến về sau hắn tương trợ sở vương, cũng như cũ không có để cho người ta nói qua hắn nửa cái lạnh chữ, chuyện này là sao nữa? Thẩm nhạn cái này cũng không còn có thể giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy, nàng chẳng những không rõ chân thực hàng tắc vì sao lại là như thế này một mặt mà lại đồng dạng không rõ là cao quý ngụy quốc công phủ trưởng tử hắn vì sao lại đơn thương độc mã lén lén lúc lúc xuất hiện ở đây dù cho bởi vì muốn tương trợ sở vương có khi không thể không làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình có thể hiện nay theo tuổi của bọn hắn hẳn là còn không có từng tấu kết cùng một chỗ a vô luận như thế nào rơi xuống trong tay hắn nàng không có một chút vui vẻ có thể nói nàng thậm chí mười phần hối hận vừa rồi nhiều người thời điểm há mồm hô to hoặc là hướng hắn sau lưng tiếp theo đao liền tốt. Hàng tắc ngày sau là muốn giúp lấy sở vương đoạt vị. Nghe nói về sau hoàng đế bên người rất nhiều sủng thần đều chết trong tay hắn, có thể thấy được kỳ lãnh huyết hung tàn, chuyện hôm nay nàng không cần truy đến cùng cũng biết tất nhiên không phải chuyện tốt lành gì, nếu để cho hắn biết mình biết hắn. Vậy nhưng cực kỳ không ổn. Vạn nhất hắn muốn giết người diệt khẩu đem nàng bóc chết ở chỗ này, há không oan uổng tâm niệm bỗng nhiên chuyển ở giữa, nàng đã tỉnh táo lại. Ánh mắt vẫn như cũ chăm chú vào trên mặt hắn, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay đi dò xét mặt của hắn. Hàng tắc nhìn thấy căn này ngón tay. Hai mắt bỗng dưng âm trầm, mắt nhìn chầm chầm nó đến chính mình chắp mũi trước, nhìn xem nó nhẹ nhàng một vòng, lại thu về. Ta chỉ là trông thấy lỗ mũi của ngươi ô uế. Nàng duỗi ra lòng bàn tay đến trước mắt hắn, cái kia lòng bàn tay bên trên có khỏa hạt vừng lớn vết máu. Ê. Hàng tắc nhìn chầm chầm nàng hai mắt, này đôi mắt trong vắt sáng như tinh, không tránh né không hoảng loạn, phản phất thật liền là không quen nhìn hắn ô uế cái mũi. Dạng này người, nhìn thấy dạng này hắn còn không sợ, hoặc là tên điên, hoặc là liền là đồ đần. Dưới mắt áo nàng chỉnh tề da trắng biến thành màu đen, lại thêm chi trên cổ bác bảo khóa vàng cùng đỏ vòng cổ bằng vàng, rất khó để cho người ta tin tưởng là tên điên. Không phải tên điên, đó chính là cái nha đầu ngốc. Hàng tắt ánh mắt chớp lên, cả khuôn mặt như không hề bận tâm thẩm nhạn nhẹ nhàng chậm chạp mà đều đều hô hấp lấy, sợ không để ý chạm đến hắn giết người diệt khẩu cây kia thần kinh, mặc dù nơi này chỗ phố lớn vùng ven, hắn chưa chắc sẽ trốn thoát được đi, nhưng là ai cũng không biết bọn hắn những này quyền dục huân thiên tên điên trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, có lẽ tiện tay xử quyết rơi một hai người với hắn mà nói, chỉ là cùng dẫm chết hai con kiến không sai biệt lắm hàng tắc nhìn chầm chầm mắt của nàng nhìn nửa ngày, ánh mắt lại rơi xuống nàng cần cổ vòng cổ bên trên bát bảo khóa vàng bên trên, một lát sau rủ xuống mắt, vươn tay ra đưa nàng lòng bàn tay bên trên điểm này vết máu lau đi, sau đó viện bờ vai của nàng, hòa ái mà nói. Ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì mang ngươi tới đây? Nhất thời trời đông giá rét, nhất thời gió xuân, quá độ đến lại như nước chảy mây trôi tự nhiên. Thẩm nhạn cười khổ ngươi vì cái gì dẫn ta tới nơi này? Nàng làm sao lại không biết hắn vì sao lại bắt cóc nàng tới đây, không phải liền là sợ nàng lưu tại trong cái ngõ kia cho quan binh chỉ phương hướng A, người này, chẳng những hung ác tàn bạo, mà lại lòng nghi ngờ cũng nặng, tay chân cũng lưu loát, làm lên chuyện xấu nhi đến liền cái mông đều sáng bóng như thế có thứ tự tự nhiên. Hàng tắc nhìn chầm chầm nàng nửa ngày, đối câu trả lời này tự hồ coi như hài lòng, thả tay xuống, nhếch miệng cười một tiếng, khuôn mặt mị hoặc như yêu nghiệt. hắn nói ra, nhà ngươi ở đâu? ta đưa ngươi trở về. thẩm nhạn nửa ngày không có lên tiếng. đưa nàng trở về. đây là nghĩ ra ra lai lịch của nàng. ngày sau nếu là nàng đem chuyện hôm nay để lộ ra đến, thuận tiện âm thầm ra tay a, à, nàng mới không có ngu như vậy đem hắn dẫn tới thẩm gia đi. thế nhưng là không trở về thẩm gia, lại đi nơi nào đâu? đi chỗ nào đều không được. Đi chỗ nào đều là liên lụy người khác. Thế nhưng là nói không nên lời, hắn như thế nào lại tùy tiện buông tha nàng. Dù sao cũng phải nghĩ cái địa phương. Là. Trong bụng nàng đột nhiên rộng thoáng, nói ra, "Ngươi lại không có cưỡi ngựa lại không ngựa xe, muốn làm sao đưa ta?" Cái này còn không đơn giản. Hắn dương lên môi, nụ cười này vừa ra tới, liền phản phất như trời đông giá rét đi xa xuân về hoa nở toàn bộ ngõ nhỏ đều trở nên tươi đẹp đi lên. Hắn cởi xuống hầu bao móc ra khỏa bạc vụn, nắm nàng đi ra cửa ngõ, ném đến dừng ở ven đường một chiếc xe ngựa bên trên, cái kia đang ngủ gà ngủ gật xa phu bị bừng tỉnh, lập tức lái xe đi tới. Hàng tắc lôi kéo nàng lên xe, tại trên ghế vào chỗ, cái kia đen nhánh mắt nhân nhi nhất chuyển, hỏi. Đi chỗ nào? Thẩm nhạn ngồi đoan đoan chính chính, hắn giọng nói. Trung quân thêm sự tần phủ, không biết ngươi có biết hay không. Tần gia bây giờ chủ nhà là tần thọ phụ thân, mặc dù tại Ngụy quốc phủ dưới trướng trung quân doanh đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng kiếp trước tần gia cùng hàng gia cũng không có cái gì mật thiết vãng lai, hàng tắc không có khả năng biết tần gia có thứ gì người. Mà nàng tại tần gia dạo qua trọn vẹn 8 năm, tần phủ các nơi nàng quen đến đọc ngược như chảy, nàng nghĩ trà trộn vào tần phủ đi, tuyệt đối không phải việc khó gì. Mà trọng yếu nhất chính là, tần thọ cái kia tạp toái kiếp trước để nàng tại hậu trạch ăn nhiều như vậy khổ giữ nhiều như vậy tâm cuối cùng còn làm hại hoa chính tình tự sát mặc dù nàng cũng không bị tổn hại gì thế nhưng là loại kia liền đi ngủ đều phải mở con mắt thời gian là người qua sao đời này nàng không cho hắn chiêu chút gì phiền phức cấp trên quả thực đều không thể nào nói nổi cho nên đang nói đến tần phủ thời điểm nàng chân chính là yên tâm thoải mái nguyên lai like ngươi là tần gia người hàng tắc cười, thân thiết giọng điệu, để cho người ta như một xuân phong. Nhưng đáy mắt nghiêm nghị, lại luôn luôn để cho người ta gặp không rét mà run. Thẩm nhạn thở dài, đây mới là nàng trong ấn tượng cái kia hàng tắc, trở mặt như lật sách. Vinh quốc công phủ bên này. Cố tụng từ phòng trên bên trong bồi cố phu nhân nói dứt lời ra, tống cương ngay tại đường hành lang dưới đáy cản lại hắn. Công tử, yên chi nói nhạn cô nương đi quả phỉ hẻm cố tụng bỗng dưng dừng ở vũ lan dưới đáy ngưng mi thẩm nhạn đi quả phỉ hẻm tự nhiên là đi nghe ngóng lưu phổ sự tình hắn không nghĩ tới nàng còn tại sửa chữa lấy việc này không thả nàng một cái cô nương gia thế mà im ắng chính mình chạy tới loại địa phương kia nàng là ngại thời gian trôi qua thái thái bình sao mà nàng lần trước nói qua có chuyện gì có thể tìm nàng hỗ trợ như vậy nàng có chuyện thời điểm vì cái gì không tìm đến hắn trong lòng của hắn có chút tức giận. Tự như là bị người coi nhẹ cảm giác. Hắn nhấc chân hướng chính mình trong viện đi, không có ý định để ý tới nàng. Thế nhưng là ra vũ lan, bước chân lại vẫn là chậm lại. Không biết từ khi nào, mỗi lần nghĩ đến nàng, trong đầu của hắn hiển hiện không còn là nàng dương nanh múa vuốt bộ dáng, mà là nàng hoặc giận hoặc cười xinh xắn, nàng rõ ràng không phải loại kia khinh cùng càng rỡ nữ hài tử, nàng đáy mắt bên trong có khi sẽ hiển hiện nàng loại đến tuổi này ít có nhạy bén cùng cơ trí. Có thế nàng hết lần này tới lần khác liền thường xuyên cầm nàng không tim không phổi cái kia một mặt ra lừa gạt người. Sòng bạc địa phương như vậy vừa dơ vừa loạn, thế nào lại là nàng địa phương có thể đi? Đi chuẩn bị ngựa. Hắn xoay người lại, khóa mi nói. Tần gia tại Đông Thành, cũng không tính rất xa. Hàng tắc thuê tới xe ngựa bình ổn hướng tần phủ chạy tới không biết có phải hay không là bởi vì tần gia cũng tại trung quân doanh nhậm chức, hắn bởi vậy trong lòng có kiên kỵ, còn là hắn bản thân ngay tại kiên kỵ lấy thẩm nhạn, trên đường đi hắn khoanh tay nhắm hai mắt, cũng không nói gì thêm, mà thẩm nhạn cũng ôm đầu gối xuất thần, suy nghĩ lấy một hồi làm việc. Một lát đến tần phủ trước cửa, thẩm nhạn ngẩng đầu, đối diện bên trên hắn mở mắt ra. Này đôi hẹp dài mắt phượng hạ ánh mắt ống ánh lạnh lẽo, sấn bên trên một đôi bay thẳng nhập tấn bình mi, lại có cái kia được không đặc biệt góc cạnh rõ ràng mặt, thật thật giống như là cái yêu nghiệt. Thẩm nhạn xuống xe, quay đầu lại nói. Ngươi có muốn hay không đi vào? Hàng tắc lắc đầu, cười nói. Ta cùng nhà các ngươi không quen. Lại chỉ vào cửa phủ. Đi vào đi. Thẩm nhạn đi thẳng tới phía đông cửa chỗ, lớn tiếng gõ cửa cùng bên trong nói vài câu cái gì, cái kia người gác cổng liền mở cửa, thả nàng đi vào hàng tắt trên xe nhìn chầm chầm nàng mãi cho đến cửa phủ đóng cửa, mới lại dựa vào hồi trên ghế dựa, phân phó xa phu tiến lên. Môn tường bên trong, tầng gia người gác cổng buồn bực hỏi thẩm nhạn. Cô nương làm sao lại nhận biết nhà chúng ta đại công tử? Càng làm cho hắn buồn bực là nha đầu này thế mà còn biết tần thọ trước đây không lâu bởi vì đã thương năm thành trong doanh trại nào đó chỉ huy sứ nhi tử, cho nên chịu phụ thân đánh, bị phạt đi trang tử bên trên nghề nông 2 năm, có thế loại chuyện này lão gia luôn luôn là chưa từng truyền ra ngoài nha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Tìm căn nguyên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta cũng là trong lúc vô tình biết hắn. Thẩm nhạn ghé vào đại môn bên trên, từ trong khe cửa thấy hàng tắt đi, liền nhẹ nhàng thở ra, đắc ý đứng thẳng thân, từ trong ví móc ra trương 10 lượng ngân phiếu đến, giao cho người gác cổng nói đây là các ngươi gia để cho ta mang hộ trở về nói là tại trang tử bên trên cái gì cũng không có nhờ các người lặng lẽ cho hắn mua chút rượu quá khứ sự tình liền xin nhờ ngài ta liền không ở thêm trước cáo từ nói xong nàng trực tiếp xuyên qua sân vườn thuần thục từ phía đông một chỗ khác tiểu cửa hông đi ra ngoài đem cửa phòng nhìn sửng sốt một chút không rõ cái này tìm tới cửa tiểu nha đầu làm sao có thể tại tầng gia đi ngang hàng tắc tại tầng gia phía đông cửa cây hòe lớn sau ngốc đến ánh nắng ngã về tây mới trực tiếp hồi phủ đi thẩm nhạn nơi này ra cửa nhưng từ phương hướng ngược một lần nữa mướn xe ngựa hồi quả phỉ hẻm bọn quan binh đều đã lui trong ngõ hẻm lại khôi phục lúc trước diện mạo chỉ bất quá hẻm tứ phía còn có chút hộ vệ bộ dáng người đang đi lại đến tụ bảo phường trước cửa phúc nương quả nhiên còn cùng xe ngựa đậu ở chỗ đó thẩm nhạn nhảy xuống xe phúc nương liền thét chói tai vang lên xông lại Ông nàng vừa khóc lại cười. Ngươi đi đâu vậy rồi? Ngay tại thẩm nhạn an ủi phúc nương thời khắc, cố tụng thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Thẩm nhạn ngẩng đầu, chỉ gặp hắn chấp nhất roi ngựa, tấm lấy khuôn mặt đứng tại trước mặt, đầu lông mày còn có còn sót lại vẻ lo lắng. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nàng đứng lên. Cố tụng hừ lạnh một tiếng trừng mắt nàng, ngoắc để tống cương dắt ngựa tới. Hắn vốn là trêu tức nàng, dưới mắt thấy được nàng bình an trở về, nhưng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Thẩm nhạn đi lên giữ chặt ngựa của hắn cương. Ngươi là tới tìm ta. Nàng chỉ chỉ những cái kia đã rút đi hộ vệ. Cố tụng lại hừ một tiếng, nhìn về phía trước. Thẩm nhạn hiểu được, nhếch miệng cười cười, vỗ ngực nói. Yên tâm, điểm ấy nhỏ ngoài ý muốn không làm khó được ta. Cảm thấy mặc dù có chút chột dạ trên mặt nhưng vẫn là đến nói như vậy. Dù sao mọi người bởi vì lo lắng nàng mà suýt nữa thao nát tâm. Nếu như nàng gặp phải thiếu niên không phải hàng tắc mà là những người khác, nàng cũng không về phần kéo tới hiện nay mới trở về. Có thế nàng hết lần này tới lần khác gặp gỡ chính là hàng tắc. Sở dĩ không cùng hắn vạch mặt là bởi vì nàng hiểu hắn mấy phần, hắn đã có lấy hai bộ gương mặt, tất nhiên là cái cẩn thận cẩn thận người, dạng này hắn là sẽ không tùy tiện ở kinh thành đối cái trên cổ treo bác bảo khóa vàng tiểu cô nương động sát cơ. Mà trước mắt hắn chưa cùng sở vương cấu kết, hiển nhiên cũng sẽ không có sao mà to gan như vậy dám ở dưới chân thiên tử tùy ý hành hung. Nếu như thẩm nhạn không biết nàng, như vậy căn bản không cần đến giết nàng. Còn nếu là thẩm nhạn biết hắn, hắn giết nàng ngược lại có khả năng sẽ phức tạp, tựa như lúc trước như vậy dạng, cho hắn biết nàng có danh tiếng có gia thế. Ngày sau tính sổ cũng có cái chỗ, nhưng thật ra là tốt nhất. Hồi phủ. Cố Tụng vứt xuống câu nói này, phóng ngựa bắt đầu tiến lên. Thẩm Nhạn nhìn xem hắn bóng lưng, quay người cũng tới lập tức xe. Nàng có thể cảm giác được Cố Tụng đang tức giận. Hiển nhiên hắn chạy tới là bởi vì nàng, nhưng là nàng không biết nên cùng hắn giải thích cái gì. Hàng tắc làm sự tình không biết là cái đại sự gì hắn đã như vậy sợ hãi nàng tiếc bí, như vậy nàng như vạch trần ra ngoài chỉ sợ có thế trêu chọc đến không ít phiền phức. Bốn quốc công phủ mặc dù vãn lai mật thiết, nhưng đến cùng tất cả mọi người các chấp binh quyền, lại là cùng ở tại ngự tiền kiếm cơm. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nàng tốt nhất là nát tại trong bụng. Ngoài ra, cố tụng đã giúp nàng bận biệu. Nàng đã từng cùng hắn đề cập tới nàng sầu lo, làm bằng hữu. Theo lý thuyết tại Lưu Thị trong chuyện này nàng đích xác không nên giấu giếm hắn, loại sự tình này hoàn toàn có thể mượn nhờ hắn lực lượng đi làm việc, thế nhưng là, việc quan hệ các nàng nhị phòng trong phủ tình cảnh, nàng lại không thể không càng chú ý cẩn thận mấy phần. Nhưng từ hôm nay sự tình đến xem, hắn có thể nhanh như vậy trực tiếp bổ nhào vào nơi này, đủ thấy hắn là hiểu rõ nàng đang làm cái gì, mà hắn cũng không làm kinh động những người khác, chỉ vận dụng dưới tay mình tìm kiếm nàng, có thể thấy được hắn cũng biết nơi này đầu nặng nhẹ. Dưới tình huống như vậy nếu như còn muốn giấu giếm hắn làm việc, tự hồ lại có vẻ hơi già mồm. Tiến kỳ lân phường về sau, thẩm nhạn tại hai trong phủ đầu ngõ xuống xe. Cố tụng thấy thế đành phải cũng ngừng lại. Ta tra được lưu phổ hiện nay còn tại tụ bảo phường trong tay người, dưới mắt hẳn là còn thiếu một số lớn bạc, ta suy đoán ta tam thẩm hẳn là sẽ còn phái người đưa tiền đi sòng bạc, nàng tự hồ nhất định phải trù đến hai vạn lượng bạc cứu ra lưu phổ tới. Nàng đứng ở dưới mặt đất, nói. Cố tụng đem đem cương ngựa đưa cho Tống Cương, mắt nhìn lấy chân trời thản nhiên nói. Vậy thì thế nào? Thẩm nhạn lại gần. Ngươi thần thông quảng đại, nếu có thể phái một người giúp ta tại quả phỉ hẻm chầm chầm một chầm chầm, ta sẽ rất cảm kích. Ai mà thèm nàng cảm kích? Cố tụng hoành liếc nàng một chút, hừ một tiếng bất quá nàng chịu chủ động mở miệng nói với hắn lên cái này, trong lòng của hắn lại cảm thấy thư thản điểm. Ngươi đến cùng có giúp hay không? Thẩm nhạn gặp hắn không nói lời nào, thanh âm cất cao. Cố tụng trừng nàng. Để hắn làm việc thời điểm thái độ tốt đi một chút sẽ chết sao? Trong lòng của hắn lửa lại sáng rực đốt đi đi lên. Nhưng cự tuyệt tại bên miệng lộn mấy vòng, lại vẫn là nói không nên lời. Càng như vậy, hắn trừng cho nàng càng là nảy sinh ác độc, hắn lạnh như băng nói. Ta cũng không phải kẻ điếc, nghe thấy được. Nói xong mấy bước nhảy tót vào phủ, quay người đến phanh đem cửa một đạp, tức nổi giận trong bụng trở về phòng. Thẩm nhạn nhún vai, hai tay một đám, cũng trở về phủ. Trên đường gặp hàng tắc sự tình bị nàng quên hết đi, dù sao nàng vụng trộn đi ra ngoài cơ hội cũng không nhiều, lần sau mang nhiều người, ai lại dám lại đối nàng bất kính. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, lưu thị tội ác cơ bản đã rõ ràng, nhưng là dù cho phỏng đoán thành lập, nhưng vẫn là thiếu khuyết 10 phần hữu lực chứng cứ, ngũ di nương chết đã định án, lưu thị sau lưng có thẩm phu nhân lại còn có thẩm hoạn, nàng muốn cầm xuống nàng đến, còn không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Nàng dưới mắt mới không có vạch trần lưu thị dự định. Nàng không có hảo tâm như vậy, cũng không có cái kia phần nhàn tâm chuyên môn đi thay ngũ di nương lật lại bản án, nàng liền xem như làm như vậy thành công, thẩm anh cũng không thấy sẽ tiêu trừ đối nàng địch ý, đồng thời còn đắc đắc tội tam phòng, nàng cũng không phải ăn nhiều chết no, tại sao phải làm như vậy? Nàng truy tra lâu như vậy mục đích cuối cùng nhất là vì đào lên kiếp trước hoa thị đám kia đồ cưới là thế nào mất đi. Bây giờ xem ra, hoa thị kiếp trước đồ cưới là bị lưu thị trộn đi khả năng cực lớn, coi như lưu thị không phải giết chết hoa thị hung thủ, chí ít số tiền kia cũng rất có thể rơi xuống nàng trong ví. Nếu như kiếp trước Lưu Thị mưu đoạt hoa thị đồ cưới dự tính ban đầu cũng là bởi vì thay Lưu Phổ trả nợ, như vậy nói cách khác nàng còn lại trù tiền thời gian cũng không có rất nhiều, dựa theo này nói đến, hoa thị hiện tại rất có thể đã bị Lưu Thị liệt vào mục tiêu. Nhưng là, nàng sẽ lựa chọn từ cái kia phương diện xé mở cửa đâu. Thẩm nhạn trở về phòng tắm rửa thay quần áo xong, không khỏi thuận đường này tác bắt đầu minh tưởng hoàng hôn giáng lâm đông hồ bên này thuyền hoa bên trên đèn cũng dần dần sáng khắp cả bờ hồ lư đỉnh thường chỗ này thanh uống cùng nơi đây một ban thuyền hoa chủ môn rất là quen biết hôm nay hắn đặt là một tòa hình thể nhỏ bé cửa sổ có rèm thuyền hoa vừa vặn đủ bốn năm bạn tốt nâng cốc ngôn hoang kỳ thật thẩm mật thụ ngợi khen không phải cái gì khó lường sự tình mọi người bất quá là tìm danh mục ra họp gặp thôi bởi vì đều là bạn tốt cho nên bầu không khí cũng linh hoạt cực kỳ Cuối mùa hè đầu mùa thu trong đêm mặt hồ chính là náo nhiệt thời điểm, khắc phản bên trên sáo trúc thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, lại có trên trời cái này tàn nguyệt tôm lên lẫn nhau, chính là khô tọa cũng có thể cảm giác ra mấy phần ý thơ tới. Mấy người tương hổ uống một vòng, Lưu Đỉnh liền mời cùng tòa bên trong khác hai vị đồng môn đi đầu thuyền ngâm thơ, cố chí thành không sở trường đạo này, đành phải tại trong khoang thuyền uống rượu ngắm cảnh, thẩm mật nhất biết chiếu cố tâm tình người ta, liền lưu lại cùng hắn cùng uống thẩm mật ngồi xếp bằng tại trong tiệc, khoan bào đại tụ lộ ra hắn tại tình cảnh này phía dưới càng thêm nhiều hơn mấy phần phiêu giật. Hắn nói ra, mới khi ta tới gặp bắt thành binh mã tư cái kia mang binh hoa ngựa loạn, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Cố chí thành nhấp miệng rượu, nghe nói là bắt thành trong doanh trại tiếng phi tặc. Nói xong hắn lại hơi mỉm cười nói. Năm thành doanh đám người kia không trải qua sự tình, vừa có chút gì lớn bằng hạt vườn sự tình liền làm cho dư luận xôn xao. Giữa ban ngày liền xem như có phi tạch, lại chạy tới bắt thành trong doanh trại đầu trộm cái gì. Hơn phân nữa là bởi vì suy nghĩ nhìn lại đến 6 tháng cuối năm, chợt hồ hai lần quay đầu cũng may hoàng thượng trước mặt cầu thêm hướng thôi. Thẩm mật nghe vậy cười nói. Năm thành doanh giữ gìn thành nội trị an, tất nhiên là không thể cùng vào sân được chứng kiến chân ước chân ráo ngũ quân doanh so sánh lời nói cũng là không phải nói như vậy. Cố Chí Thành Kim Tốn nói, cái nào nha môn đều có ưu có kém, không thể một mực mà nói. Ta cho dù thân kim hậu quân doanh quân chức, dưới đấy cũng có thật nhiều không phục quản giáo người, cũng không bớt lo. Nói đến quân doanh, thẩm mật ngược lại là lại nghĩ tới đến. Tây Bắc nghe nói đã ổn định, Liêu Vương sang năm tức đến Chi Quốc Chi Linh, nếu là có hắn đi trấn thủ Tây Bắc, Ngụy Quốc công cố gắng liền có thể khải hoàng hồi triều chỉ là Liêu Vương tính nóng nảy mà mất trầm ổn, không biết có thể hay không cái này đảm đương cái này trách nhiệm. Cố Chí Thành nghĩ nghĩ, nói ra. Từ thái tử bị phế, bây giờ trong cung chỉ còn lại ba vị hoàng tử, Trịnh Vương Sở Vương tuổi nhỏ, Liêu Vương bản có thế trì hoãn mấy năm lại chi quốc, nhưng hoàng thượng tự hồ đối với Liêu Vương ký thác kỳ vọng, cũng không định lưu hắn tại kinh ý tứ. Thẩm Mật trầm ngâm một lát, múc miệng rượu, nói ra: đến cùng liêu họ vương triệu. Lão Ngụy Quốc Công mặc dù lúc trước cùng Chu Cao Tổ là kết bái huynh đệ, về sau đối hàng gia cũng mười phần tin một bề, đến nay cũng không có nghi kỵ dấu hiệu xuất hiện, nhưng cái này huynh đệ khác họ đến cùng không bằng con cháu của mình tới đáng tin, lấy Chu Thất hai đời hoàng đế bệnh đa nghi kỳ nặng tình huống đến phỏng đoán, Tây Bắc Liêu Đông một vùng có triệu thị tử tôn tỏa trấn, chung quy sau Ngụy Quốc Công suất đại quân đóng giữ tới yên tâm. Cho nên dù cho Liêu Vương cũng không thiện mưu, cũng vẫn là không ngăn cản được hoàng đế đem hắn phái đi Tây Bắc cứ điểm trọng yếu như vậy địa phương quyết tâm. Cố Chí Thành cùng hắn cùng mặt mặt, nghe từng tiếng lọc vào tai dây đàn âm, tối nghĩa mà nói. Hoàng thượng năm nay cũng đã gần đến ngũ tuần, long thể luôn luôn cũng không lớn khỏe mạnh. Người ta những này lão thần cùng công thần muốn triệt để an tâm trợ đại chu đồng mưu vạn năm chi nghiệp, cố gắng phải đợi đến hạ nhiệm quân chủ đăng cơ mới có hy vọng. Chu thất hai đời đế quân đều như tào tháo giường nằm chi bên cạnh không cho người khác ngủ yên, triều chính trên dưới nơm nớp lo sợ đã có 13 năm, cái này có lẽ là triệu thị thiên tử đặc hữu mau bệnh, cũng có lẽ là thiên hạ sở hữu khai quốc chi quân bệnh chung, bây giờ bọn hắn không đem hy vọng ký thác vào đời sau quân vương trên thân, không chờ đợi hắn sẽ là nhất đại khoan hậu nhân đức minh quân, còn có thể thế nào đâu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 89 Cái 7 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm mật trong nháy mắt nghe rõ hắn ý, đáy mắt không khỏi lộ ra tia vi kinh. Cố thế huynh lời này, lời này chân thực có chút đại nghịch bất đạo. Cố chí thành thấy thế, lại thản nhiên chấp tay. Ta sớm lấy xem tử nghiễn huynh vì tri giao, bình sinh ngoại trừ gia phụ bên ngoài, cũng chỉ ngay trước thế huynh chi mặt mới nói thoải mái. Không dối gạt tử nghiễn huynh nói, tại chu thất trì hạ, chúng ta cũng là thời khắc nơm nớp lo sợ. Hắn trên mặt mang cười, trong mắt lại hiện lên 12 phần thành khẩn đứng đắn. Lời nói này ý tứ, liền đã là thành thật với nhau. Mấy ngày này thẩm mật cùng hắn vãng lai không thể bảo là không nhiều, từ lúc đầu khách sáo xa cách dần dần đến trí thú hợp nhau, lại đến bây giờ đối với hắn bằng phản lỗi lạc thưởng thức khâm phục, hết thảy đều tự nhiên lại thuận lý thành chương hắn không phải không rõ ràng hắn tiếp cận hắn dụng ý, tương phản tới nói, hắn thuận nước đẩy thuyền cùng hắn bảo trì kết giao, không phải cũng là có tâm tư giống nhau a? À. Đến cùng nếu như chí hướng nhất trí, có thể nhiều một đạo dạng này nhân mạch, thẩm gia cũng là thật to có chỗ tốt. Dưới mắt hắn đã có hướng thẩm gia nói rõ ngọn ngành chi ý, hắn lại vì sao muốn cự tuyệt. Thẩm mật dương lên môi, dơ chén lên, cùng hắn đụng đụng. Hết thảy đều không nói bên trong. Cố chí thành ngửa cổ đem rượu uống cạn, ánh mắt sáng rực nói. Đáng tiếc phế đi cái tốt thái tử. Thẩm mật chậm rãi nghiêng cốc, cũng nói. Nhưng còn có lật bàn cơ hội. Thái tử cương chính nhân nghĩa, còn nhỏ sư tòng giang nam danh sĩ vương nghiễm đường, tài đức vẹn toàn, thương cảm hạ sĩ, từng bị coi là rất có trung hưng chi chủ phong phạm trữ quân, nhưng cũng chính là bởi vì kỳ cương chính nhân nghĩa, năm ngoái trần vương 13 năm tế lúc, Thái tử Thượng Thư cho rằng Trần Vương công đức vô lượng, đại đến là thỉnh cầu thay kỳ sửa lại án xử sai, hoàng đế lúc ấy từ chối cho ý kiến, sau đó không có mấy ngày lại trách kỳ mưu đồ làm loạn, hạ chiếu phế đi hắn. Lúc ấy là nội các diêu sĩ chiêu mô phỏng cỏ chiếu. Cố chí thành lắc đầu, phế thái tử tuy là nhân nghĩa. Lại nội tâm yếu ớt, đột nhiên bị phế, lại bó tại lãnh cung thụ chút khổ, trước mắt xác định đã có chút thần trí mơ hồ chính là hoàng thượng đem hắn phóng xuất, trừ phi triệu thị không còn có có thể lập trữ người, bằng không hắn tuyệt sẽ không lại có cơ hội đụng phải vị trí kia. Một cái thần trí mơ hồ người, đương nhiên không thể vì quân. Mà nếu như triệu thị thật lại không hậu nhân, như vậy đại chu hoàng thất cũng liền tương đương phế đi. Ai lại sẽ còn cam tâm đem cái giang sơn bồi thường cho cái kẻ ngu đâu. Thẩm mật lại yên lặng suýt lên rượu tới. Ngay tại tương đối trầm ngâm thời điểm, đầu thuyền bỗng nhiên vang lên có nữ tử tiếng nói chuyện. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài, chỉ gặp đầu thuyền bên trên từ phản chủ đang cúi đầu cùng một nữ tử đang nói cái gì. Cố chí thành gọi phản chủ. Đây là người nào? Phản chủ vội vàng không lưng. Bẩm hai vị gia. Đây là thu nương, vốn là đông hồ thuyền hoa cầm nương, gần đây bị người xa lánh bị đuổi việc, thế là tại các phản ở giữa ôm chút việc tư nhi. Cố chí thành nghe vậy hướng đầu thuyền đứng thẳng thu nương quan sát, chỉ gặp kỳ quần áo đơn giản. Thon gầy nhỏ yếu, quả nhiên là nghèo khổ xuất thân bộ dáng. Toại đạo. Hỏi nàng một chút, biết chút cái gì? Phản chủ vội vàng chiêu thu nương tiến đến. Nói trải qua, thu nương liền hướng trong thuyền hai người đi vạn phúc. Rủ xuống mắt nói. Nô tỳ thiện tranh tiêu, lấy tỳ bà vì tin. Cố chí thành cười nhìn thẩm mật. Tự nghĩễn nhưng có hứng thú thẩm mật cũng nghe thấy phản chủ nghĩ nghĩ liền cười nói như thế ngày tốt cảnh đẹp đàn hát hai khúc cũng không không thể cố chí thành vung thủ hạ đi chấp ấm muốn cho thẩm mật rót rượu đầu thuyền bỗng nhiên lại đi tới thiếu nữ tiến lên đi cái vạn phúc liền liền quỳ gối hai người án bên cạnh hai tay tiếp nhận bầu rượu thay bọn hắn châm bắt đầu cố chí thành buồn bực thu nương vội nói đây là nô gia muội muội vui nguyệt, bây giờ vì duy trì trong nhà sinh kế, đành phải cũng đi theo ra phụng dưỡng rượu. Hai vị gia nếu là không thích, nô gia cái này phái nàng xuống dưới là được. Thẩm mật ra chưa từng gọi người từ bên cạnh hầu hạ, nghe vậy nhìn về phía vui nguyệt, chỉ thấy là cái 12-13 tuổi nữ hài tử, hai mắt thật to cái cầm nhọn, kiều tiếu bộ dáng ngược lại có mấy phần giống nữ nhi bảo bối của hắn, cảm thấy liền liền thả mềm nhũng, từ trong ngực móc ra trương mười lượng ngân phiếu đến đưa tới nói chúng ta thích yên tĩnh nói chuyện không cần hầu hạ ngươi xuống dưới vui nguyệt cảm ơn tiếp nhận ngân phiếu câu đầu đi ra ngoài cố chí thành tiếp lấy rót rượu đuôi thuyền lư đỉnh mấy cái nghe được trong thuyền tiếng tì bà cũng chuyển vào mới điểm hai khúc đầu thuyền bỗng nhiên một trận la hét ầm ĩ ngay sau đó đi tới mấy người cầm đầu người mặc năm thành binh mã tư chỉ huy sứ phục eo đeo đại đao sắc mặt âm trầm mà hộ tống mấy người cũng đều mặc năm thành doanh phục sức mà ở vào phía sau bọn họ còn nổi danh nữ tử nửa cao vóc người xốc xếch quần áo lại rõ ràng là mới đi ra vui nguyệt ngô trọng cố chí thành nhìn về phía đeo đao chỉ huy sứ bỗng nhiên nhíu mày lại năm thành doanh người hiển nhiên đều không nhận đám công thần chào đón mà vui nguyệt bỗng nhiên quét qua lúc trước nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn khóc chỉ vào hắn cùng thẩm mật hai người quan gia, liền là mấy người bọn hắn khinh nhục tỉ muội chúng ta. Cầu quan gia thay chúng ta làm chủ. Toàn thuyền người ngạc nhiên thời khắc, ông tỳ bà thu nương bỗng nhiên cũng khóc đứng lên, trung lẫy bẫy lạnh trung đi hướng đầu thuyền, bộ dáng kia, liền phản phất như mới tại trong thuyền nhận lấy cái gì khó lường khinh thường giống như. Ngô lại đi đến trong thuyền, cùng cố chí thành chấp tay nói. Thế tử gia, đắc tội. Mới hạ quan tiếp vào nữ tử này báo án, nói là trên thuyền có người hướng nàng hai người đi bị ổi sự tình, hạ quan độn lệ tới điều đình, nếu có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Cố chí thành sắc mặt phút chốc lạnh xuống tới. Thẩm mật nhìn qua hai nữ ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Năm thành binh mã tư tổng chỉ huy sử là hoàng hậu thân đệ đệ an ninh hầu lưu nghiễm, lưu gia cũng không phải là quân công xuất thân, năm đó chỉ là tô bắt một cái thân hào nông thôn, năm đó lưu gia tại triệu gia khởi nghĩa trên đường đã cứu chu cao tổ một mạng về sau chu cao tổ liền cùng lưu gia kết thành nhi nữ thân gia mà lưu thị nữ trở thành hoàng hậu về sau kỳ thân tộc cũng theo lệ phong thưởng nếu như nói trong triều thanh quý sĩ tộc xem thường chiến công xuất thân huân quý võ tướng mà nói như vậy huân quý võ thần nhóm xem thường liền là giống lưu gia loại này tay không tất công thuần dựa vào quan hệ bám váy mà tấn vị hoàng thân quốc thích Bao quát cố gia ở bên trong công thần huân quý nhóm đều cùng lưu gia đạo khác biệt không tướng cho mưu, cho nên ngũ quân doanh cùng năm thành doanh quan hệ cũng không tốt. Dưới mắt thân đảm nhiệm bắt thành chỉ huy sứ ngô trọng mặc dù biết rõ tòa bên trong có thẩm gia nhị gia, còn có vinh quốc công phủ thế tử, vẫn còn ngông nghênh nói đắc tội, rất hiển nhiên đây là có chuẩn bị mà tới. Mà cái này hai tên tự xưng là nhạc công nữ tử, như thế đổi trắng thay đen nghe nhìn lẫn lộn, không phải là cùng bọn hắn cùng đài hát khí khúc như là dạng này cũng có chút phiền toái thẩm mật tâm niệm bỗng nhiên chuyển cùng lưu đỉnh ba người bọn họ nói chí di các ngươi đi trước nơi này không liên quan chuyện của các ngươi lưu đỉnh bọn hắn lại không phải người ngu lúc này còn nhìn không ra thẩm mật trong hai người vòng người bộ lúc này lên đường cái này tịch trụ là ta mời ta há có đi trước lý lẽ Lý Huynh Hà Huynh hai vị ngược lại là có thế đi về trước. Lý gì hai người dù chưa nhập sĩ, nhưng cũng là cùng thẩm mật tương giao đã lâu cũ biết, lại văn nhân đều có cổ tử ngạo kình, lại há chịu làm cái kia su lợi tránh hại chi đồ. Lại không ai há đi trước. Thẩm mật đành phải kéo lư đỉnh qua một bên, nói ra. Hôm nay việc này chỉ sợ không có nhanh như vậy thiện, ngươi lại trở về nói dùng cho ta thanh bội nghi, liền nói ta lâm thời có việc được vời đi trong cung, đến trễ chút lại trở về, tránh khỏi nàng lo lắng. Lưu Đỉnh biết hắn làm kính hoa thị, nghe hắn nói như vậy, mới nhíu mày dừng một chút, nhẹ gật đầu. Ngô gặp lại ba người bọn họ phất tay áo lên thuyền, đúng là cũng không có ngăn cản, thu nương các nàng cũng chỉ thỉnh thoảng lại nheo mắt nhìn thẩm mật cùng cố chí thành. Thẩm mật cảm thấy càng thêm nắm chắc, những người này là hướng về phía hai người bọn hắn tới. Ngô trọng hướng về hai người nói. Hai vị đại nhân, Nơi đây nói chuyện không tiện, để hai vị đại nhân thể diện suy nghĩ. Vẫn là mời theo hạ quan đi bắt thành binh mã tư đi một chuyến đi. Tốt xấu người ta đều bẩm báo trên cửa, biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không hai vị đại nhân tử kình cấp trên khinh bạc phụ nhân nữ tử, cũng tốt có cái thuyết pháp. Cố Chí Thành là cao quý quốc công phủ thế tử, trong triều ngoại trừ Tôn Thất thân vương, cũng không có mấy cái so với hắn càng có tiếng hơn thế bây giờ lại thụ cái nho nhỏ chỉ huy sứ ngôn ngữ đùa cợt, đâu còn nhịn được. Lúc này một trưởng làm vỡ nát trước mặt cái bàn, trầm mặt nói. Ngươi là ai? Cũng dám áp bản thế tử. Muốn áp, đem các ngươi lưu nghiễm kêu đến. Ngô gặp lại hắn tức giận, cảm thấy không khỏi cũng chấn động, nhưng hắn xưa nay thường thay an ninh hầu làm việc, có thể xưng hắn nửa cái tâm phúc có sau lưng của hắn chỗ dựa ngược lại cũng không sợ. Thế là cười lạnh nói hạ quan chính là triều đình thân mệnh bắt thành chỉ huy há lại thứ gì thế tử gia cũng không cần để ý ngài nếu là không đi vậy hạ quan cũng chỉ phải bẩm báo đô sát viện đi bất quá chắc hẳn coi như thế tử đồng ý thẩm đại nhân cũng sẽ không nguyện ý như thế đi thẩm mật bị điểm tên đuôi lông mày lập tức lạnh báo đi đô sát viện vậy thì đồng nghĩa với là tuyên dương được thiên hạ đều biết mà năm thành doanh đám người kia lại có cái gì làm không được coi như dưới mắt đó là cái cạm bẫy, có thế chung quy khó đảm bảo không ai âm thầm trợ giúp, đợi đến sự tình tại triều bên trên truyền ra đi, thẩm cố hai nhà mặt mũi đều muốn cho xóa lấy hết. Sau đó coi như có thế chứng minh đó là cái hiểu lầm, có thế sự tình đã truyền ra ngoài, cho dù là giả người trong thiên hạ cũng sẽ coi như mấy phần thật. Mà hoàng đế ngờ vực vô căn cứ tâm rất nặng, đến lúc đó có thể hay không bởi vậy cũng hoài nghi đến thẩm gia một môn phẩm hạnh đi lên còn rất khó nói thẩm mật im lặng một lát, cởi xuống hầu bao, nhìn một chút hoa thị kính đáo cho hắn cái kia quyển ngân phiếu, bình tĩnh nhìn về phía thu nương hai người. Các ngươi muốn bao nhiêu bạc, mới đồng ý giải quyết riêng việc này. 300 lượng, có đủ hay không? Vui nguyệt ánh mắt rõ ràng lấp lóe, ngô trọng vọng quá khứ, thu nương liền nuốt ngụm nước miếng, cùng thẩm mật nói. Nhìn ra lời nói này, tỉ muội của chúng ta trong sạch há lại chỉ là 300 lượng bạc liền có thể bồi trở về. Gia đây là coi chúng ta là thành chơi tiên nhân khiêu hạ lưu rồi sao? Gia như khăng khăng không đi bắt thành doanh đem lời nói rõ ràng ra, vậy chúng ta chính là ở đây đem đoàn người đều gọi tới, phân xử thử cũng thành. Thẩm mật nhìn về phía thu nương hai người ánh mắt, không còn có nửa điểm ấm áp. Hắn đem hầu bao vừa cẩn thận treo hồi trên lưng, nói ra. Ngô đại nhân mới vừa nói muốn đi báo đô sát viện. Ngô trọng lẩm lẩm, đáp lời. Làm sao, thẩm đại nhân có ý tứ là để hạ quan cái này đi đô sát viện đưa lời nói đây. Mời. Thẩm mật bình thân tay phải. Ngô trọng dừng lại. Thẩm mật chắp tay ở phía sau, lại nói. Ngô đại nhân đi đến đô sát viện, một mực mời ngự sử ngôn quan trực tiếp đến đây chính là, chỉ là ngô đại nhân đừng quên, loại án này cũng không phải là từ năm thành doanh thụ lý, mà lại dân kiện quan mà nói, hai cái vị này cô nương đầu tiên không thể thiếu dừng lại đánh gậy ngoại trừ thuận thiên phủ, ta cũng không đi đâu cả, ngô đại nhân muốn làm gì, xin cứ tự nhiên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Đến rồi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngô trọng nghẹn lại im lặng. Thu nương hai người trợn nhìn sắc mặt. Cố chí thành hừ lạnh, đã ánh mắt ra hiệu lấy hộ tống tới hai tên hộ vệ bảo vệ thẩm mật. Ngô Trọng có chút xuống đài không được. Hắn xong thu nương hai người ngắm nhìn, thu nương có chút sợ run cả người, cúi đầu ngưng lại thần, bỗng nhiên giật ra vạt áo của mình liền muốn hướng đầu thuyền sông lên. Nàng cái này xông lên ra ngoài, giả liền cũng thành thật. Thẩm mật ánh mắt phút chốc biến sắc, cũng may cố chí thành thân thủ nhanh nhẹn, thân hình lóe lên liền bay người lên đi đưa nàng giật trở về. Nhưng mà bên này toa thu nương đuổi kịp, bên kia toa vui nguyệt lại cơ hồ tại cùng thời khắc đó cũng giải khai dây thắt lưng chạy lên đầu thuyền. Cố chí thành lại phi thân ra ngoài, cũng đã chậm một chút một bước, đã có người bởi vì vui nguyệt kêu khóc mà chú ý tới. Ngô trọng khoan thai hướng thẩm mật trông lại. Thẩm mật cảm thấy trầm xuống, chợt cảm thấy sự tình cũng không như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đáng chết! Cố chí thành ảo não mắng, đem vui nguyệt bắt hồi buồn nhỏ trên tàu, sau đó đưa tay liền muốn hướng ngô có thai bên trên đánh tới ngô trọng về sau sai bước sau lưng đi theo tới mười mấy binh lại lập tức bao quanh vây lên thành tâm thành ý không thể xúc động thẩm mật thấy thế liền vội vàng tiến lên giữ chặt cố chí thành tay áo nghĩ sơ nghĩ liền nói ra ta nhìn việc này là hướng về phía ta tới ngươi không cần để ý ta lưu lại là đủ cố chí thành đến cùng là tay cầm binh quyền vinh quốc công phủ thế tử lưu nghiễm sẽ cùng đám công thần không cùng cũng không trở thành cầm chuyện như vậy hố hắn huống chi bởi vì thái tử bị phế hoàng hậu bây giờ tình thế đại giảm lưu gia cũng không có khả năng tại cái này ngay miệng lại đến khiêu khích vinh quốc công phủ đã như vậy vậy bọn hắn cũng chỉ có thể là hướng về phía chính mình tới bây giờ còn không thể xác định nhóm người này có phải hay không đem tiên nhân khiêu chơi đến trên đầu của hắn nhưng cái này tứ phía đều là đến du ngoạn văn nhân nhà thơ hoặc là trong triều quý tộc vui nguyệt đã khiến cho người bên ngoài chú ý, ngô trọng như là kêu la nữa. Hắn tuyệt đối đã là hết đường chối cãi, coi như đoàn người tin tưởng hắn, cũng tránh không được phía sau nghị luận, cùng loại sự tình này dựng vào một bên, quả thực với hắn không có mảy may chỗ tốt. Ngươi coi ta là gì người? Cố Chí Thành nghe nói như thế phút chốc trầm mặt, ta biết ngươi có ý tứ gì, ta cùng ngươi kết giao bằng hữu không phải giao giả. Nói xong sau đó đi đến ngô trọng trước mặt tay chỉ thu nương. Người là ta gọi tiếng đến. Có cái gì cứ hỏi ta. Chớ nói đàn ông hôm nay chưa từng đụng ngươi một sợi tóc, liền là đụng phải các ngươi, đó cũng là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Đã nếu bàn về không phải là phía trước dẫn đường. Thu nương tỉ muội bị hắn một chỉ này. Lập tức lui về phía sau mấy bước. Ngô trọng cũng bị hắn thanh thế bước lui nửa bước, miếm môi chắp tay nói. Mời. Thẩm nhạn trong thư phòng ngay người nửa đêm bên trên, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, đang định đi chính phòng cùng hoa thị nói rõ ràng những ngày này nghe được nội tình. Bỗng nhiên gặp người gác cổng vội vàng tiến chính phòng phương hướng, tại dưới hiên thăm dò nhìn một lát. Liền liền cũng tăng nhanh hai bước đến. Sự tình gì? Nàng hỏi trong thính đường hoa thị. Ngươi lô thúc tại bên ngoài, đến mang hộ lại nói phụ thân ngươi đi trong cung. Làm sao lại đột nhiên tiến cung đâu? hoa thị nhíu lên mi đến mặt mũi tràn đầy không hiểu thẩm Nhạn dừng lại thẩm mật rõ ràng là đi cùng lưu đỉnh tụ hội uống rượu coi như thẩm mật tiến cung cũng nên là thẩm mật bên người gã sai vặt đến truyền lời không phải sao thế nào lại là lưu đỉnh mà lại cố chí thành cũng đi liền xem như gã sai vặt cũng đi trong cung cũng không cần thiết lại để cho lưu đỉnh đi một chuyến để cố chí thành mang hộ cái lời nói tới chẳng phải xong a nàng đáy lòng bỗng nhiên dâng lên chút dự cảm bất tường. Ai bảo lưu thị chuyện này còn treo tại nàng trong lòng thật lâu không ngờ ra mặt mày đâu. Kiếp trước lúc này liền là nhị phòng thời buổi rối loạn. Thẩm mật mặc dù tránh đi quảng tây tham ô án, nhưng chung quy đoạn này cuộc sống đen tối còn không có từng hoàn toàn quá khứ. Ta đi nhìn một cái. Nàng vứt xuống câu nói này liền xoay người đi tiền viện. Ngoài cửa phủ lư đỉnh cưỡi ngựa đang muốn đi, nghe thấy cửa phủ vừa mở, liền lại dừng bước trở về đầu. Thấy là thẩm nhạn, liền lập tức lại hạ địa. Thẩm nhạn đi ra cửa nói. Lô thúc, hoàng thượng triệu phụ thân ta tiến cung chuyện gì? Còn có cố thúc đâu? Hắn có thế từng một đạo trở về. Lưu đỉnh lôi kéo cương ngựa, ngưng song mi nửa ngày cũng không có câu nói ra. Hắn cùng lý gì hai người ra đông hồ liền phân đạo, hắn nguyên là dự định đến thẩm gia truyền nói chuyện về sau liền lại hồi đông hồ đi, trên đường đi cũng không có nghĩ qua thẩm nhạn sẽ đuổi theo ra đến, cho nên cũng không nghĩ tốt làm sao che lấp cái này, càng không biết hai người bọn họ dưới mắt đến tột cùng như thế nào tình hình, là lấy đứng ở nơi đó, đúng là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thẩm nhạn mày nhíu lại đến sâu hơn. Lô thúc, có phải hay không phụ thân ta đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Lư đỉnh trầm mặt im lặng thẩm mật bàn giao hắn trở về truyền lời cho hoa thị để nàng an tâm thế nhưng là hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy việc này chỉ sợ không phải hai ba lần có thể giải quyết được đối phương liền cố chí thành mặt mũi đều cho bác chỉ sợ hôm nay trong đêm bọn hắn còn chưa hẳn có thể trở về được đến như thế hoa thị sớm muộn vẫn là sẽ biết mà như suy nghĩ kết việc này tốt nhất là thẩm quan dụ tự mình ra mặt đem việc này áp xuống tới chắc chắn thế nhưng là tùy tiện đi gặp thẩm quan dụ lại là không ổn, mà hoa thị hắn là không thể gặp, dưới mắt thẩm nhạn như vậy hỏi, hắn nên nói vẫn là không nên nói đâu. Lô thúc. Thẩm nhạn lại thúc giục hỏi, hắn liền thở hắt ra, gật gật đầu. Thẩm nhạn tuy là đứa bé, nhưng ở dưới tình huống như vậy, có thể làm cho nàng truyền một lời đến hoa thị trong tai, cũng vẫn có thể xem là một đầu đường tắt. Liền nói ra phụ thân ngươi hoàn toàn chính xác gặp chút phiền toái nhỏ. Dứt lời, liền đem sự tình chân tướng đều nói cái rõ ràng. Mới ta xem chừng cái kia tình thế, cái kia hai tên nữ tử dù cho cùng ngô trọng không là đồng bọn, cũng là có chuẩn bị mà đến. Tối nay bọn hắn không đi chuyến mắt thành doanh chỉ sợ là chấm dứt không được. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bằng thẩm gia tại kinh sư danh vọng cùng trong triều địa vị, khác còn có cố thế tử tại, năm thành doanh người không dám đối với hắn thế nào. Nhiều nhất liền là đem chuyện này náo đi ngự tiền, thụ bỗng nhiên khiển trách mà thôi. Tuy nói có thể sẽ ảnh hưởng hoàng đế đối thẩm mật ấn tượng, nhưng thời gian dài quên lãng rơi, cũng liền tốt. Lô thúc. Thẩm nhạn chợt thấy lưng có chút phát lạnh. Nếu như nhất định phải phát sinh thứ gì ngoài ý muốn, nàng tình nguyện là thẩm mật đánh cướp tiền tài, hoặc là rớt xuống trong hồ sợ bóng sợ gió một trận cái gì, làm sao lại trùng hợp như vậy, lại chọc tới quan không phải. Kiếp trước cũng là lúc này thẩm mật bởi vì Lưu Đỉnh oan án mà bị liên lụy vào tù, lần này mặc dù không nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn là để cho người ta trở tay không kịp. Đây là thiên ý như thế, vẫn là nhân lực bố trí. Bắc thành chỉ huy sứ, bắc thành chỉ huy sứ. Là. Bắc thành chỉ huy sứ ngô trọng, không phải cùng lưu phổ nhạc gia bàn gia là quan hệ thông gia sao? Lưu Phổ bị trói, Lưu Thị nhu cầu cấp bách đại bút tiền tài, Ngô Trọng cùng người đồng mưu vu hãm thẩm mật bị ổi dân nữ. Nói như vậy, chẳng lẽ đây hết thảy thật đều là Lưu Thị đặt ra bẫy? Thẩm nhạn đột nhiên giật cả mình, từ tiền thế tới, chính bắt thấy hoa thị sau khi chết thẩm mật đối nàng trung tình chuyên chú, vô luận như thế nào nàng đều tin tưởng thẩm mật ở phương diện này nhân phẩm, thân là đoan chính quân tử, thẩm mật làm sao lại đi làm loại sự tình này một thế này lưu đỉnh tránh đi tham ô một án lưu thị liền liền bào chế ra như thế một cọc âm mưu đến hố nhị phòng a lưu thị hoàn toàn không có tài lực hay không bối cảnh ngoại trừ vận dụng ngô trọng cái tầng quan hệ này lại còn có cái gì có thế lấy lợi dụng mà nàng muốn đoạt hoa thị tài sản riêng như thế nào cũng lớn bên trong tùy tiện mấy chiêu thủ đoạn nhỏ có thể động được nàng đã muốn nhờ ngoại lực ngô trọng há lại sẽ bạch bạch cho nàng giúp chuyện này coi như hắn sẽ giúp không bận biệu, lưu thị có thể tin tưởng hắn sẽ không ngoại truyện thế là tại lưu phổ cần thiết cái kia hai vạn lượng nợ nần bên trên nàng tất nhiên lại được nhiều đào chút ra lấy cung cấp chuẩn bị trước thế hoa thị không thấy hơn phân nửa đồ cưới mà xa không chỉ hai vạn lượng cũng kém không nhiều chính là nguyên nhân này a à. lưu thị vì mưu tài lần này tâm cơ dùng đến không thể bảo là không lớn nàng đứng tại cửa hiên quyết tâm nghĩ như là dời sông lấp biển trải qua mấy ngày nay nắm giữ manh mối phát thiên cái địa hướng nàng đánh tới rất nhiều mông lung địa phương trở nên rõ ràng mà rất nhiều không hiểu địa phương bỗng nhiên cũng như vân khai nhật ra từng đoạn như là bị tuyến xuyên lên hạt châu trở nên ăn khớp hòa thuận lý thành chương để cho người ta tại cái này trong khoảnh khắc giật mình Nhạn tỷ nhi lưu đỉnh gặp nàng đứng tại cửa hiên hạ nắm chặt hai tay toàn thân trên dưới căng cứng giống là rễ đến rễ hạng dây cung không khỏi có chút bận tâm nhớ nàng đến cùng là cái chín tuổi hài tử, ngày bình thường lại nuông chiều từ bé, liền cái to như hạt đậu ngăn trở đều không bị quá, bao lâu đứng trước quá biến cố như vậy. Tự nhiên là có chút không chịu nổi. Cảm thấy không khỏi ấy nấy, liền vội vàng tiến lên dụ dỗ nói. Đều do lô thúc, không có đem lời nói rõ ràng ra, nhạn tỷ nhi cha rất tốt, chỉ là đi bắt thành doanh đi dạo liền trở lại, a. À, thẩm nhạn ổn ổn tâm thần sự đáo lâm đầu, lúc này có thế ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở đến. Nàng muốn giữ vững tinh thần, từng tầng từng tầng bóc rơi lưu thị gia, đã nàng dám hướng nhị phòng đưa tay, nàng liền làm thịt nàng đôi tay này. Nàng quyệt miệng dương mắt, chất lên mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lô thúc nhưng không cho gạt ta. Lưu đỉnh không có nữ nhi, thấy tiểu nha đầu cái này xinh xắn dạng, một trái tim đều hóa. Lô thúc không lừa ngươi, lô thúc lúc nào lừa qua ngươi thẩm nhạn hít mũi một cái, nói ra. Vậy được rồi. Lô thúc trên đường trở về cẩn thận, ta cũng trở về phòng đi. Đi thôi. Lư đỉnh cười nói. Thẩm nhạn tiến cửa phủ, vưu tự tại trong môn đứng đầy một hồi mới nhất chân hồi nhị phòng đi. Trong lòng ngực sương mù ngay tại hiện lên tiêu tán xu thế, nàng khổ đợi chưa đến kết quả kia, nguyên lai đáp án ngay tại tối nay. Lưu thị, nguyên lai nàng tìm tới tìm lui người, lại là nàng. Hoa thị không thẹn với thiên địa quân thân, nàng chưa từng chủ động đối cha mẹ chồng được không hiếu sự tình, nàng bất kỳ vật gì ngoại nhân đều không có tư cách cướp đoạt, lưu thị, nàng dựa vào cái gì. Trở về phòng dọc theo con đường này nàng cảm xúc bành trướng, nếu như nói cải biến lưu đỉnh vào tù vận mệnh là nàng trận đầu trận chiến, như vậy hiện tại, tối hôm nay, sẽ là nàng cho đến trước mắt gặp phải cấp bách nhất một trận chiến. Nàng muốn nói cho hoa thị, cái này trong phủ có người tại dò xét du tài sản của nàng, có người coi nàng là đồ đần, muốn đem trên tay nàng dành dụng tài phú bắt đi. Nàng còn muốn cho thẩm mật mở to mắt nhìn xem, hắn tín nhiệm bảo vệ những này mọi người trong nhà, là như thế nào tính toán thê tử của hắn. Thẩm gia những người này, đến tột cùng lại là không phải hắn cho là như vậy dạng hữu ái lẫn nhau thân. Nàng sao có thể để thế sự lại đến một lần, sao có thể để lưu thị lại được xính một lần. Tiếng hi nguyệt đường, nàng trực tiếp chạy về phía hoa thị chỗ chính phòng. Vũ Lan bên trên yên chi thấy nàng chạy như bay tiến đến, mà Phúc Nương cũng bị nàng lạc hậu thật xa, kinh ngạc sau khi không khỏi cũng đi theo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.